rể quý trời cho. chương 1201, Lý Mộ Bạch Hào Hiệp Lâm Thanh Diện gật đầu, vì cứu được hứa bích hoài, dù có đánh đổi mạng sống thì đã sao. Tiền bối, ông nói đi, tôi nên làm thế nào đây? Lâm Thanh Diện hỏi. Theo lý thuyết, Bích Hoài sử dụng linh mộc, có linh mộc bảo vệ cô ấy sẽ bách độc bất xâm mới đúng, nhưng chuyển hồn đan này đến từ thương nguyên giới, không thể không nói cấp bậc thuốc độc của nó mạnh hơn tất cả các loại thuốc độc của thế giới chúng ta gấp trăm lần lý mộ bạch nói lâm thanh diện tỏ vẻ đã hiểu dù sao mục đích thật sự của sở nguyệt là muốn sử dụng chuyển hồn đan để đối phó với mình sử dụng độc dược cao cấp như thế sở nguyệt thật sự quá độc ác nhưng cùng lúc đó cũng để lâm thanh diện có một suy nghĩ đan dược thần cấp độc dược cao cấp rốt cuộc thương nguyên giới là một sự tồn tại như thế nào vậy theo lý thuyết sau 15 ngày, chuyển hồn đan sẽ cắn lại ký chủ, nhưng có linh mộc bảo vệ sẽ có thể kéo dài kỳ hạn đó. Lý Mộ Bạch lại nói: "Vậy có thể kéo dài được bao lâu?" Lâm Thanh Diện hỏi. Lý Mộ Bạch lạnh lùng đáp, "Chắc khoảng 20 ngày." "20 ngày?" Lâm Thanh Diện tỏ vẻ rất thất vọng, nhưng sau đó anh kiên định nói, "Dù chỉ nhiều hơn 15 ngày, nhưng cũng có thêm 5 ngày hy vọng, tôi tin tìm khắp thiên hạ chắc chắn sẽ có cách giải độc, cùng lắm thì audio điện tử võ tấn bền. Trong lòng Lâm Thanh Diện chợt xuất hiện một suy nghĩ, cùng lắm thì đi đến thương nguyên giới một lần thôi. Dù có cửu tử nhất sinh sao thì sao chứ? Sao cửu tử nhất sinh, chín phần chết một phần sống, ý nói nguy hiểm lắm. Lý Mộ Bạch hài lòng gật đầu, chàng trai trẻ, tôi nhìn thấy hy vọng của thế giới này trên người cậu, cậu yên tâm, hôm nay ông già này sẽ dùng hết năng lực của bản thân vì cô gái này. Cảm ơn tiền bối. Lâm Thanh Diện nói, muốn kiềm chế chuyển hồn đan này cần có sự hỗ trợ của linh mục chi lực, chỉ cần truyền nhiều linh mục chi lực hơn vào người vợ cậu, thời gian chất độc phát tác sẽ muộn hơn một chút. Lý Mộ Bạch nói, truyền vào nhiều linh mục chi lực hơn. Lâm Thanh Diện cau mày. Lý Mộ Bạch mỉm cười nói, đừng quên sở dĩ ông già này có thể biến thành thực thể là nhờ rất nhiều linh mục chi lực hỗ trợ, vì thế trong người tôi lúc này tràn đầy linh mục chi lực, thích hợp dùng để kéo dài sinh mệnh của cô ấy nhất. Hóa ra là thế, vậy ông chuyển linh mục chi lực cho Bích Hoài còn ông thì sao?" Lâm Thanh Diện hỏi. "Cậu hỏi tôi ư?" Ừ. Lý Mộ Bạch cười tươi đáp, "Chuyển linh mục chi lực cho cô ấy, đương nhiên tôi sẽ trở về hình dáng trước đây rồi." "Hình dáng trước đây?" Lâm Thanh Diện giật mình, nói vậy chẳng phải Lý Mộ Bạch lại trở thành ảo ảnh giống như lúc trước sao? "Lúc trước tôi ở trong vách đá cả trăm năm, là nhờ cậu nên tôi mới có thể sống lại, ông già này đã đủ hài lòng rồi." Lý Mộ Bạch nói tiếp, cứu mạng vợ cậu là chuyện tôi phải làm. Nhưng mà, Lâm Thanh Diện vội vàng muốn ngăn cản, vì cứu hứa Bích Hoài mà hy sinh Lý Mộ Bạch, đây là chuyện Lâm Thanh Diện không muốn nhìn thấy. Không nhưng nhị gì cả. Lý Mộ Bạch phất tay từ chối, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, ông ta đã đi tới trước mặt hứa Bích Hoài, để hai tay vào lòng bàn tay cô. Lâm Thanh Diện, lúc tôi truyền linh mục chi lực không thể phân tâm, vì thế phải nhờ thần hồn chi lực của cậu vận chuyển chính xác linh mục chi lực vào từng kinh lạc trong người cô ấy. Lý Mộ Bạch dặn dò. Được. Lâm Thanh Diện thấy thái độ của Lý Mộ Bạch kiên quyết như thế cũng không nói thêm nữa, nhưng anh thầm thề, cho dù thế nào cũng sẽ không để Lý Mộ Bạch trở về trạng thái trước kia. Dù sao chỉ một sở nguyện đã ẩn chứa năng lực đủ khiến Lâm Thanh Diện phải khiếp sợ rồi. Thế giới này rất cần một cao thủ như Lý Mộ Bạch. Dung hợp thần hồn. Lâm Thanh Diện điều chuyển thần hồn chi lực, thần hồn thiên tiên giúp anh dễ dàng cảm nhận được linh mục chi lực tản ra từ hai tay lý mộ bạch đang không ngừng truyền vào trong cơ thể Hứa Bích Hoài. Thần hồn dẫn dắt linh mục chi lực, Lâm Thanh Diện vô cùng tập trung, tỉ mỉ không bỏ qua bất cứ kinh lạc nào của Hứa Bích Hoài. Một người là hóa cảnh đỉnh phong, một người bước vào thần cảnh. Hai người vận công cùng một lúc làm nguyên khí bao phủ cả hậu viện. Lâu thế rồi vẫn chưa ra ngoài, tôi nhất định phải đi vào xem thử tú ở sảnh trước tức giận nói con không thể đi vào khi nãy tiền bối kia nói chúng ta không thể vào hậu viện được từ tài vội ngăn cản con không quan tâm con cứ muốn đi vào đấy tú vừa nói vừa chạy về phía hậu viện trên đường đi sắc mặt cô ta ửng đỏ nhỏ giọng nói nếu bị lâm thanh diện nhìn thấy thứ trong ngăn kéo thì sau này mình còn mặt mũi gì gặp lâm thanh diện nữa tú con không được đi tiếng nói của từ tài vang lên sau lưng tú nhưng lúc này đã muộn rồi, Tú vừa bước chân trái vào hậu viện, đột nhiên, cô ta như đụng phải một bức tường cứng rắn, bị bắn ngược về, ngã lăn quay ra đất. "Ui da, đau quá." Tú cắn răng nói. "Con không sao chứ? Có cần sư phụ khám giúp con, dán kim sang dược lên không?" Từ Tài vội quan tâm hỏi. Ông ta luôn rất quan tâm học trò cưng của mình, không nỡ thấy cô ta bị chút thương tổn nào. "Sư phụ, chuyện gì thế ạ?" À? Tú thấy rất khó hiểu. Từ tài nhìn hậu viện bị sương mù bao phủ, cất tiếng khen ngợi, thằng nhóc lâm thanh diện này đúng là không phải người tầm thường, chúng ta về sảnh trước thôi. Ánh mắt tú âm u, cô ta nghe hiểu lời của sư phụ. Một thiên tài như lâm thanh diện, thân phận và cảnh giới của anh hôm nay, sao mình có thể sánh bằng được? Hứa Bích Hoài đúng là may mắn, có thể được anh Lâm Thanh Diện yêu mỗi mình chị ấy, thật khiến người ta hâm mộ. Tú lầm bầm trong miệng, xoay người rời đi. Trong phòng, sắc mặt lý mộ bạch tái hơn trước đó rất nhiều. linh mục chi lực đã đi một vòng quanh kinh lạc của cô ấy rồi, muốn hoàn toàn không chế chuyển hồn đan cần phải làm ba vòng. lâm thanh diện, cậu còn kiên trì được không? lý mộ bạch hỏi. tôi có thể. lâm thanh diện gật đầu, quay đầu nhìn về phía lý mộ bạch, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. anh nhạy bén cảm nhận được vì mất đi linh mục chi lực, lý mộ bạch lúc này đã yếu hơn lúc trước rất nhiều. tiền bối ông, Lâm Thanh Diện lo lắng nói. Không cần lo cho tôi, tập trung tinh thần, bây giờ không phải lúc phân tâm. Lý Mộ Bạch nói. Linh mục chi lực truyền ra từ lòng bàn tay của Lý Mộ Bạch, thời gian dần trôi qua, thực thể của Lý Mộ Bạch cũng dần yếu đi. Linh mục chi lực di chuyển vòng thứ hai trong cơ thể hứa bích hoài rõ ràng mất thời gian lâu hơn vòng đầu. Lâm Thanh Diện cao mày, nếu không nhờ có thần hồn tiên thiên, e rằng anh đã không chịu đựng được từ lâu rồi. Nhưng dù thế, trên trán Lâm Thanh Diện cũng toát ra mồ hôi hột. Tình trạng của Lý Mộ Bạch càng tệ hơn. Cậu nhóc, ông già này có thể nhìn ra cậu rất yêu vợ mình, tôi sẽ trả lại cho cậu những gì cậu cho tôi coi như đền ơn vậy. Lý Mộ Bạch thầm nghĩ. Một tiếng sau, linh mộc chi lực hoàn thành vòng thứ hai. Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được độc tính của chuyển hồn đan trong người Hứa Bích Hoài dường như đã bị áp chế, mà linh mộc chi lực cũng tràn ngập trong người cô. Nếu là người bình thường sẽ không thể chịu được nhiều linh mục chi lực như thế, e rằng một chút thôi cũng đã khiến thân thể nổ tung rồi. Nhưng có sự giúp đỡ của Lâm Thanh Diện, dưới sự khống chế mạnh mẽ của thần hồn, linh mục chi lực đều phân bố trong kinh lạc của cô, chỉ có một tác dụng là dùng để chống lại độc tính của chuyển hồn đan, khiến hứa bích hoài trông không có vấn đề gì quá lớn cả. Sau đây là vòng thứ ba, xong vòng thứ ba rồi, độc tính của chuyển hồn đan sẽ hoàn toàn bị áp chế, ít nhất sẽ không phát tác lại lần nữa trước khi vợ cậu qua đời. Lý Mộ Bạch từ tốn nói, hơi thở của ông ta đã vô cùng yếu ớt rồi. Lâm Thanh Diện nhìn sang, vô cùng xúc động. Chương 1202, chế độ một vợ một chồng. Lúc này, Lý Mộ Bạch vốn dĩ có thực thể sắp biến mất, ông ta dựa vào ý chỉ mạnh mẽ và thực lực thần cảnh để gắng gượng. "Không, tôi không cho phép ông làm như thế." Lâm Thanh Diện nói, nếu cứu Bích Hoài phải đổi bằng mạng sống của tiền bối, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lâm Thanh Diện, Lý Mộ Bạch Cắn răng nói, chỉ cần thêm một tiếng nữa là có thể thành công rồi, nếu lúc này cậu từ bỏ thì sẽ là công dã chàng đấy. Ông già này đã sống quá lâu rồi, cô độc suốt trăm năm, là cậu cho tôi cảm giác sống lại, bây giờ tôi cứu cô hứa, cùng lắm thì lại trở về vách đá một lần nữa, vậy thì có làm sao đâu. Không, không thể được lâm thanh diện đã quyết tâm rồi nguyên thần của ma thần tu la đã tan biến tôi nghĩ đây cũng là lý do gần đây người của thương nguyên giới đến địa cầu nhiều lần như thế vào lúc này thế giới của chúng ta cần một người như ông cái gì nguyên thần của ma thần tu la tan biến rồi lý mộ bạch ngạc nhiên nhìn lâm thanh diện đúng thế lâm thanh diện gật đầu thu hồi thần lực tiền bối dưới đáy hồ quan lĩnh tôi tận mắt nhìn thấy ma thần tu la cũng tận mắt nhìn thấy nguyên thần của ông ấy biến mất cậu nói cái gì người lý mộ bạch run rẩy hơi thở yếu ớt lúc này ông ta thật sự rất ngạc nhiên cậu nói cậu tận mắt nhìn thấy nguyên thần của ma thần tu la biến mất chuyện này là thật sao đúng vậy lâm thanh diện gật đầu dù bây giờ thân thể lý mộ bạch trở nên yếu ớt nhưng hai mắt vẫn lộ vẻ vui sướng nghe nói sau khi ma thần tu la chết thì nguyên thần vẫn còn chính là để chờ đợi người kế thừa kiến thức y học của ông ấy một khi gặp được người đó sẽ truyền lại sở học cả đời sau đó nguyên thần mới có thể tan biến lý mộ bạch nói ông ta lại nhìn về phía lâm thanh diện một lần nữa cũng có nghĩa là cậu chính là người nhận được truyền thừa của ma thần tu la lâm thanh diện gật đầu nói với lý mộ bạch chuyện xảy ra ở đáy hồ hôm đó tốt thật tốt quá lý mộ bạch cười nói ma thần tu la là thiên tài hiếm có của thế giới chúng ta có thể được ông ấy nhìn chúng đã đủ thấy thiên phú của cậu hơn người chắc chắn không thua kém gì ông ấy. Nếu như thế, chúng ta cần gì phải sợ thương nguyên giới chứ? Tiền Bối, ông nói vậy khiến tôi thấy hơi hổ thẹn, vì nói thật, đến tận bây giờ tôi cũng chỉ mới nhìn thấy con đường du long thức thôi, còn ma thần thì có quá nhiều chiêu thức, vô cùng kỳ diệu, những cái khác tạm thời tôi vẫn không có năng lực sử dụng. Lâm Thanh Diện nói thật. Không ngờ sau khi nghe, Lý Mộ Bạch còn tán thưởng, thiên tài, chắc chắn là thiên tài. Hả? Lâm Thanh Diện hơi buồn bực. Ma thần truyền thừa mười mấy chiêu thức, chiêu thức nào cũng có thể hủy thiên diệt địa. Còn mình thì luyện tập Du Long Thức, chiêu thức thấp nhất trong tất cả chiêu thức. Du Long Thức, Kiếm Ý Du Long, sức mạnh to lớn, cậu có biết năm đó ma thần luyện chiêu này mất bao lâu không? Lý Mộ Bạch hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu. Lý Mộ Bạch thần bí giơ năm ngón tay lên. "5 ngày." Lâm Thanh Diện nói. "Không, là 5 năm, năm." Lý Mộ Bạch chắc chắn nói năm năm lâm thanh diện hơi ngạc nhiên hình như thời gian tôi luyện được ngắn hơn ông ấy rất nhiều cho nên mới nói cậu không hổ là người ma thần nhìn chúng lý mộ bạch nói nhưng cậu đừng quá kiêu ngạo phải biết rằng lúc ma thần tu la mới tập du long thức đã huyễn hóa ra được 6 con rồng lớn việc này e rằng cậu còn cách cảnh giới của ông ấy một khoảng là như thế sao lâm thanh diện hỏi cùng lúc đó trên thanh kiếm chảm tiên có chín con rồng lớn chiếm giữ tỏa ra ánh sáng vàng Lý Mộ Bạch hoàn toàn hóa đá, một lúc lâu sau đó mới chậm chạp nói, ông già này sống mấy trăm năm, đến hôm nay mới được nhìn thấy thiên tài thật sự, dù có chết cũng không hối tiếc. Sau đó, Lý Mộ Bạch lại nói với Lâm Thanh Diện, cậu nhóc được lắm, địa cầu có cậu thì tôi yên tâm rồi, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu vòng thứ ba đi. Không được, tôi đã quyết định rồi, Lâm Thanh Diện thu lại kiếm trảm tiên, nghiêm túc nói. Nhưng chỉ tiến hành hai vòng hoàn toàn không đủ, quan trọng là ở vòng thứ ba bây giờ dù chuyển hồn đan trong người vợ cậu đã bị kiểm soát nhưng nhiều nhất chỉ được một năm thôi một năm sau độc tính của chuyển hồn đan phát tác thì cũng hết cách lý mộ bạch nói một năm đã đủ rồi lâm thanh diện nói nhưng mà lý mộ bạch vô cùng nôn nóng nhưng không có thần hồn của lâm thanh diện giúp đỡ một mình ông ta hoàn toàn không thể hoàn thành vòng thứ ba tiền bối lòng tốt của ông tôi xin nhận lâm thanh diện nói đảo mắt nhìn sang hứa Bích Hoài đang ngủ ngon trên giường, hơn nữa nếu để Bích Hoài biết tiền bối hy sinh để cứu cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ trách tôi cả đời. Lâm Thanh Diện, thằng nhóc cậu đúng là quá cố chấp, hôm nay ông già này có thể nhìn thấy thiên tài như cậu, chết thì có làm sao chứ? Xem ra Lý Mộ Bạch thật sự sốt ruột rồi. Lâm Thanh Diện nhếch miệng mỉm cười, tiền bối, ông có thể liều mạng kéo dài một năm tuổi thọ cho Bích Hoài, tôi rất biết ơn, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi đi, tôi tin mình có thể cứu được Bích Hoài. Nói xong, vẻ mặt Lâm Thanh Diện sáng láng, khi phách lại trở về. Một viên chuyển hồn đan mà thôi, người của thương nguyên giới bọn họ có thể chế ra được, tôi không tin thế giới chúng ta không thể chế ra thuốc giải. Tôi muốn chứng minh người của thế giới chúng ta không phải run dế trong mắt người của thương nguyên giới, ngược lại còn mạnh mẽ hơn cả bọn họ nữa. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói. Người này nhất định sẽ làm được chuyện lớn. Lý Mộ Bạch liên tục gật đầu, Khí phách trên người Lâm Thanh Diện thật sự khiến ông ta phải tán thưởng. Có lẽ đây là lý do vì sao Lâm Thanh Diện có thể có được truyền thừa của Ma Thần Tu La. Được, nếu cậu đã quyết tâm nghĩ như thế thì tôi cũng không nhiều lời nữa." Lý Mộ Bạch nói, "Trước khi rời đi, tôi có thể cho cậu một chút kiến nghị." "Kiến nghị gì?" Lâm Thanh Diện hỏi. "Dược thần cốc," Lý Mộ Bạch nói, "cậu có thể đến nơi đó thử vận may." Lâm Thanh Diện gật đầu xem ra suy nghĩ của mình giống với lý mộ bạch thời bấy giờ cả cấp bậc và chất lượng của đan dược dược thần cốc chế tạo ra đều là đứng đầu tiền bối ông phải về rồi sao lâm thanh diện hỏi lý mộ bạch gật đầu mỉm cười nói rảnh rỗi thì đến chúng thần điện thăm tôi tôi sẽ đợi cậu ở sau núi nói xong hơi thở của ông ta ngày càng yếu hơn cửa phòng mở ra lý mộ bạch lặng lẽ rời đi nhìn dáng màu ở góc trời Lâm Thanh Diện im lặng suy nghĩ. Hôm nay, anh lại đổi mới nhận thức của mình với thế giới, cũng khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều điều. Cuối cùng, anh đưa ra một kết luận, chính là bây giờ, thời gian để anh nâng cao thực lực không còn nhiều nữa. Chẳng những thế, một khi thương nguyên giới muốn tấn công với quy mô lớn, e rằng một mình mình không thể đấu lại được. Vì vậy anh cần nhiều cao thủ hơn, để cùng nhau đấu với thương nguyên giới. Chảm tiên minh trong đầu lâm thanh diện hiện lên cái tên này nhưng việc cấp bách vẫn là giải trừ chuyển hồn đan trong người bích hoài ra đây đi lâm thanh diện lạnh lùng nói vân sơn vẻ mặt nghiêm túc và tú nương mặt như hoa đào cùng đi xuống từ mái hiên khi nãy bọn họ vẫn luôn canh giữ ở đây chủ nhân khi nãy có một cô gái tên tú muốn xông vào nhưng bị đẩy ra trông cô ta dường như rất nôn nóng tú nương cười nói tú cô ta có bị thương không lâm thanh diện hỏi Tú Nương đáp, không có chuyện gì, nhiều nhất là bị thương ngoài ra thôi, sao thế ạ, à? trông chủ nhân rất quan tâm cô ta, hay là tôi đi nói chuyện với cô ta, bảo cô ta làm vợ bé của ngài nhé. Làm vợ bé? Lâm Thanh Diện tức giận chừng Tú Nương. Sao thế? Tú Nương làm như rất uất ức, đàn ông tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường ư, huống hồ còn là người vừa giàu vừa đẹp trai như chủ nhân, cưới mấy chục cô cũng là chuyện rất bình thường mà. Tú Nương, không được nói bậy cưới mấy chục người, cô muốn khiến chủ nhân mệt chết sao? Vân Sơn lạnh lùng nhìn Tú Nương, nghiêm túc nói chuyện giúp Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lúc rảnh rỗi nên phổ cập luật hôn nhân thời bây giờ cho hai con rối này mới được. Tam thê tứ thiếp, còn mấy chục người, đang nói đùa sao? Bây giờ thực hiện chế độ một vợ một chồng, sau này hai người đừng nói bậy nữa. Nói xong, Lâm Thanh Diện xoay người đi về phòng chương 1203, chị em tốt. Bích Hoài, em tỉnh rồi sao? Vừa đi vào phòng, Lâm Thanh Diện đã thấy hứa Bích Hoài ngồi bên giường, lúc này cô còn cầm mấy tờ giấy trong tay. Lâm Thanh Diện, hứa Bích Hoài mỉm cười. Độc tính của chuyển hồn đang bị linh mục chi lực kiểm soát, bây giờ trong người hứa Bích Hoài tràn ngập linh mục chi lực, còn khỏe mạnh hơn cả trước đây, làn da cũng hồng hào hơn. Vừa mới chữa khỏi cho em, em cần nghỉ ngơi nhiều hơn lâm thanh diện nói không sao em chưa từng thấy khỏe như vậy bao giờ cả hứa bích hoài cười nói đúng rồi tiền bối lý đâu ông ấy đi rồi lâm thanh diện chỉ nói đi rồi anh đúng là dù thế nào cũng phải cảm ơn ông ấy chứ sau này anh lại gọi ông ấy đến đi em muốn gặp mặt nói cảm ơn ông ấy hứa bích hoài nói hơi trách móc lâm thanh diện được chuyện này sau này rồi nói lâm thanh diện trả lời nếu để hứa bích hoài nhìn thấy lý mộ bạch bây giờ với sự tốt bụng của cô e rằng sẽ trách móc mình rất lâu ấy em cầm cái gì trên tay vậy lâm thanh diện nhìn tờ giấy trong tay hứa bích hoài hỏi đây là em thấy trên kệ sách bên kia không ngờ cô tú vẽ tranh đẹp như thế nhưng em thấy người trong ảnh hơi quen hứa bích hoài nói vậy sao cho anh xem thử lâm thanh diện nhận lấy tờ giấy chỉ nhìn một cái đã thấy chấn động người cô nhóc này vẽ không phải là mình sao mỗi một bức tranh đều là cảnh lần đầu lâm thanh diện và tú gặp nhau lúc trước đặc biệt là cảnh đánh cờ khi hai người gặp nhau lần đầu có thể nói là giống y như thật thiếu nữ hoài xuân tú vẫn còn nhớ mãi không quên lâm thanh diện cũng thấy bất đắc dĩ vì chuyện này những lời nên nói mình đã nói rõ rồi còn tú nghĩ thế nào thì không nằm trong phạm vi mình có thể khống chế lâm thanh diện anh sao thế hứa bích hoài ở bên cạnh hỏi sao thế anh quen người đàn ông này sao không quen sao anh có thể quen được lâm thanh diện lập tức phủ nhận hứa bích hoài tỏ vẻ khó hiểu em nghĩ chắc cô tú rất thích người đàn ông này nhỉ nếu không cô ấy cũng sẽ không đi tới đâu cũng mang theo cô gái nhỏ bây giờ hôm nay thích cái này ngày mai thích cái kia có lẽ qua một khoảng thời gian lại đổi người người trung thủy như anh cũng không còn nhiều đâu lâm thanh diện trêu ghẹo thật là còn tự khen mình nữa hứa bích hoài tức giận nói nhưng trong lòng lại như được quét mật vì lâm thanh diện nói đúng anh rất trung thủy với mình lúc trước bích hoài còn hiểu lầm lâm thanh diện nhưng sự thật chứng minh đều do cô nghĩ nhiều tình cảm của chúng ta trải qua được thử thách hứa bích hoài thầm nghĩ đúng lúc này cửa phòng mở ra tú chạy nhanh vào từ tài đi sát theo sau tranh của tôi nhìn thấy tờ giấy trong tay lâm thanh diện mặt tú đỏ lên Cô ta bước nhanh tới giành lại. Thật đúng là tùy tiện xem đồ của người khác, mất lịch sự. Tú vừa nói vừa vội nhét tờ giấy vào trong túi áo của mình. "Cô Tú, cô đừng hiểu lầm, đây là do tôi vô tình lấy ra." Hứa Bích Hoài nói. "Tôi thấy cô vẽ rất giỏi, cho nên chỉ có ý thưởng thức thôi, nếu có chỗ mạo phạm, hy vọng cô có thể tha thứ." "Xì, si, tôi biết nhiều thứ làm, chẳng lẽ phải cho chị thưởng thức cả sao?" Tú bĩu môi nói trong lòng cô ta đang vô cùng bối rối lâm thanh diện thông minh như vậy chắc chắn nhìn ra người được vẽ là anh lần này xong rồi sau này chắc chắn lâm thanh diện sẽ chế giễu mình như vậy mình sẽ mất mặt chết cho xem tú thầm nghĩ trong lòng cô hứa bệnh của cô từ tài quan tâm hỏi không sao rồi cảm ơn đã quan tâm hứa bích hoài mỉm cười trả lời đúng rồi từ tài chúng tôi còn có chút chuyện xin dẫn bích hoài đi trước Lâm Thanh Diện nói, bàn tử và ba vợ tạm thời ở lại đây tĩnh dưỡng, có cần gì cứ nói thẳng với tôi. Yên tâm đi, hai người bọn họ ở đây chắc chắn sẽ không sao đâu. Từ tài trả lời một cách chắc chắn. Ừm, um, Lâm Thanh Diện gật đầu, lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, đây là lúc trước anh tiện tay làm, dù sao có đôi khi sử dụng chút tiền cũng phải lấy thẻ đen của thế giới ra cũng không tiện lắm. Dù hạn mức trong tấm thẻ này cũng chỉ có 21 tỷ. Thẻ này tôi đưa cho ông luôn, dùng để mua đồ bồi bổ cho hai người họ lâm thanh diện nói rồi đưa thẻ cho từ tài từ tài biết tính cách của lâm thanh diện cũng không từ chối được rồi bích hoài chúng ta đi thôi lâm thanh diện nói đợi đã đợi đã em muốn nói chuyện với tú mọi người ra ngoài trước đợi em ngoài cửa đi hứa bích hoài không cho nói nhiều đuổi lâm thanh diện ra ngoài từ tài cũng khó hiểu rời khỏi lâm thanh diện đứng trước cửa tỏ vẻ hơi lo lắng người trong mấy bức tranh khi nãy rõ ràng là mình bây giờ hứa bích hoài muốn nói gì với tú sao nếu hứa bích hoài ghen e rằng mình phải mất thời gian giải thích nữa rồi lâm thanh diện sao tôi cảm thấy cậu bất an thế trước đây xảy ra chuyện lớn cậu cũng đâu có như thế từ tài đứng bên cạnh nói nhỏ lâm thanh diện nhìn vẻ mặt cười như không cười của từ tài anh đột nhiên như hiểu ra cái phòng bên cạnh kia là của ai lâm thanh diện hờ hững hỏi là của tôi từ tài trả lời lâm thanh diện gật đầu xoay mặt nhíu mày từ tài ông thật xấu xa có phải ông cố ý sắp xếp cho tôi vào phòng của tú ngoài ra ông còn biết tú để mấy bức tranh kia ở trong phòng từ trước rồi không tranh tranh gì tôi không biết từ tài vội vàng nói sau đó xoay người rời đi trên bếp còn sắt thuốc tôi đi về xem thử muốn chạy hả ông quay lại nói rõ ràng cho tôi lâm thanh diện nói xong thì đuổi theo chị bích hoài chị chị muốn nói gì với tôi lát nữa tôi còn có chuyện phải làm nữa trong phòng tú hỏi hứa bích hoài mỉm cười kéo tú ngồi xuống giường cô tú chúng ta có thể nói chuyện phiếm giống như chị em hứa bích hoài nói chị em tú hỏi khẽ sao vậy lâm thanh diện có nói với chị anh ấy có một cô em gái là em nếu em đã là em gái của lâm thanh diện thì cũng là em gái của chị chuyện này có gì không ổn sao hứa bích hoài cười hỏi hóa ra anh ấy cũng từng nói với chị tôi là em gái của anh ấy à tú cúi đầu nắm chặt tay ngoài cửa phòng khám từ tài kinh đô mười phút sau hai người hứa bích hoài và tú nắm tay đi ra khóe miệng hai người đều chứa ý cười lâm thanh diện chúng ta có thể đi rồi hứa bích hoài nói hai người thấy hai người nắm tay như hai chị em ruột lâm thanh diện có cảm giác như cách mấy đời nói cho anh biết sau này anh không thể ức hiếp chị bích hoài nữa nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu tú bĩu môi uy hiếp chị bích hoài lâm thanh diện ngạc nhiên bây giờ tú là em gái của em sao hả anh không đồng ý à hứa bích hoài cười hỏi quá đồng ý đấy chứ chúc mừng bà xã đại nhân có thêm một em gái ngoan lâm thanh diện vội nói sau khi tạm biệt từ tài và tú lâm thanh diện dẫn hứa bích hoài rời khỏi đây Vừa nghe nói Lâm Thanh Diện muốn rời khỏi đây, bàn tử cũng muốn đi theo, nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể nằm trên giường, ngay cả Tú cũng có thể khiến anh ta phải ngoan ngoãn. Trên đường về, Bích Hoài và Lâm Thanh Diện ngồi trong xe con. Lâm Thanh Diện, còn chuyện em nghĩ anh phải giải thích với em một chút. Chuyện gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Người trong mấy bức tranh Tú vẽ là anh đúng không? Cuối cùng hứa Bích Hoài vẫn ghen. Chương 1204, Lâm Thanh Diện tặng đao nhà tổ nhà họ lâm sảnh trước vì trận chiến với sở nguyệt lúc trước mà tan hoang xem ra phải tìm người dọn dẹp lại rồi lâm thanh diện nói hứa bích hoài nhìn bức tường ngoài sảnh lớn vỡ vụn và hố dưới đất thật sự không thể tưởng tượng nổi trận chiến của lâm thanh diện và sở nguyệt dữ dội đến mức nào đây đều do trận chiến của anh và người phụ nữ kia gây ra à hứa bích hoài hỏi lâm thanh diện gật đầu lâm thanh diện bây giờ rốt cuộc anh là người thế nào vì sao đối thủ của anh lại mạnh đến thế dù là ở trong phim em cũng chưa từng thấy trận chiến như thế bao giờ cả hứa bích hoài nói lâm thanh diện hờ hững đáp bích hoài em chỉ cần nhớ kỹ dù anh ở đâu anh trở thành người thế nào thì trái tim của anh với em cũng sẽ không thay đổi là được điều này em biết nhưng em rất lo lắng cho anh hứa bích hoài nói so với anh bây giờ em thà rằng anh trở nên bình thường hơn một chút lâm thanh diện cười lắc đầu cuộc sống bình thường một đi không trở lại, Lâm Thanh Diện sinh ra đã không tầm thường, bây giờ, anh còn trở thành hy vọng cứu vớt thế giới này nữa. Có vài chuyện bây giờ em vẫn không thể nào hiểu được, đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ từ từ nói với em." Lâm Thanh Diện nói. "Được rồi, cho dù như thế nào cũng phải cẩn thận, đừng quên, bây giờ anh không còn chỉ có một mình nữa." Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, hôn nhẹ lên trán Hứa Bích Hoài. Mấy năm trước mình bị nhà họ lâm xua đuổi cô độc ở rể trong nhà họ hứa còn bây giờ mình đã có người phải bảo vệ cả đời rồi người đầu tiên đương nhiên là hứa bích hoài mà một người nữa chính là con gái của mình lâm nhất nặc nhớ đến lâm nhất nặc lâm thanh diện chợt hỏi đúng rồi trở về lâu như thế nặc nặc đâu cả tôn tuệ phương nữa chị tuệ phương dẫn nặc nặc đến biệt viện nhà họ lâm ở nơi đó rộng còn ít người bây giờ nặc nặc mới biết đi nơi đó hợp cho con bé tập đi hứa bích hoài nói nặc nặc đã biết đi rồi sao lâm thanh diện vừa ngạc nhiên vừa vui mừng từ sau khi tiếp quản nhà họ lâm lâm thanh diện gặp rất nhiều chuyện thời gian được ở bên nhất nặc vô cùng ít xem ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều giai đoạn trưởng thành của con bé rồi hứa bích hoài nói lâm thanh diện nắm tay hứa bích hoài bích hoài anh không làm tròn trách nhiệm của một người ba hy vọng em và nặc nặc đừng trách anh sao có thể chứ lúc không có anh Hôm nào em cũng kể chuyện cho nặc nặc nghe, trong câu chuyện, công chúa chính là em, còn anh là hoàng tử." Hứa Bích Hoài đỏ mặt nói. Trong mắt Lâm Thanh Diện chứa ý cười, "Bích Hoài, hay em đến biệt viện của nhà họ Lâm đợi anh đi, anh sắp xếp mọi chuyện xong sẽ đi tìm em." "Được." Nói xong, Hứa Bích Hoài rời khỏi đây. "Ngọc Hàng, cậu đến đây một lát." Cúp điện thoại không bao lâu, một chàng trai trẻ tuổi đi vào. "Thiếu chủ." Lâm Ngọc Hàng gật đầu chào người này chính là người nhà họ Lâm dám ngang nhiên tranh chấp với Sở Nguyệt trên đại sảnh lúc sáng. Anh ta vốn dĩ là em họ xa của Lâm Thanh Diệt, khoảng thời gian trước mới đến nhà họ Lâm ở kinh đô. Sao rồi, có đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Thanh Diệt hỏi. Không sao ạ, à, cảm ơn thiếu chủ đã quan tâm. Lâm Ngọc Hàng nói. Lâm Thanh Diệt nhìn Lâm Ngọc Hàng cả người mang theo khí thế hào hùng, vô cùng tán thưởng. Trước đây, ánh mắt của mình cũng trong veo giống như chàng trai trước mặt này vậy nhưng bây giờ anh cần làm quá nhiều chuyện, không thể quay về lúc trước được nữa. Bây giờ cậu có chức vị gì trong tập đoàn của nhà họ Lâm? Lâm Ngọc Hàng trả lời, tôi mới đến nhà họ Lâm ở Kinh Đô không lâu, trước mắt chỉ chạy vặt trong sản nghiệp vui chơi giải trí của nhà họ Lâm thôi, chủ yếu là để học tập nhiều hơn. Rất tốt, anh rất hài lòng với thái độ thành thật của Lâm Ngọc Hàng. Tôi tin không mất bao lâu nữa, cậu nhất định sẽ có một vị trí cho mình. Lâm Thanh Diện nói nhà họ Lâm có nhân tài, Lâm Thanh Diện cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Thiếu chủ, tôi luôn xem anh như thần tượng của mình, dù tôi biết muốn trở thành người như anh khá khó khăn, nhưng tôi cho rằng chỉ cần cố gắng, ít nhất sẽ không khiến anh phải thất vọng. Lâm Ngọc Hàng nói, Lâm Thanh Diện mỉm cười, hôm nay cậu dám đứng ra chửi rủa sở nguyện đã đủ để chứng minh lòng can đảm và quả cảm của cậu rồi, nhà họ Lâm có người như cậu mới có thể mãi mãi trường tồn. Cảm ơn thiếu chủ đã khen ngợi. Lâm Ngọc Hàng nói, đúng rồi, có thứ này không biết cậu có thích không? Lâm Thanh Diện lấy một thanh đao ngắn ra, trên lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh, có thể nhìn ra nó không hề tầm thường chút nào. Nó chính là yêu đao số một đảo quốc, thôn chính. Vì so với lúc đầu khi đến đảo quốc, cảnh giới của Lâm Thanh Diện đã tăng lên quá nhiều. Chỉ tiện tay cũng có thể biến ra đủ loại binh khí, còn chưa nói tới thần vật thượng cổ như kiếm trảm tiên ở trong người Anh. Bây giờ, Yêu đao thôn chính đã không còn quan trọng với anh nữa rồi. Mắt Lâm Ngọc Hàng sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ ước ao. Người nhà họ Lâm tập võ từ nhỏ, Lâm Ngọc Hàng chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra thanh đao này không tầm thường. Thanh đao này tên là thôn chính, là một món đồ chơi trước đây tôi tiện tay lấy được, nếu cậu thích thì tôi tặng cậu. Lâm Thanh Diện nói, món đồ chơi tiện tay lấy được, vậy khoảng chừng bao nhiêu tiền? Lâm Ngọc Hàng xứng sờ hỏi. Lâm Thanh Diện ngẫm nghĩ một lát, tôi cũng quên rồi, chắc khoảng hơn 100 triệu thôi. Cái gì, tiêu hơn 100 triệu mà vẫn có thể quên được ư? Lâm Ngọc Hàng giật mình nhìn Lâm Thanh Diện. Mình là bà con xa của nhà họ Lâm, từ nhỏ đã nghe nói nhà họ Lâm ở kinh đô dầu nứt đố đổ vách, hôm nay cuối cùng anh ta cũng được chứng kiến rồi. Quan trọng là thôn chính 100 triệu, Lâm Thanh Diện nói tặng là tặng, vô cùng hào phóng. Sao vậy? không phải chỉ hơn 100 triệu đô thôi ư. Có cần căng thẳng thế không? Lâm Thanh Diện hỏi. 100 triệu đô, Lâm Ngọc Hàng lập tức hóa đá. Cố gắng rèn luyện thân thể, tu luyện võ thuật, con đao này sẽ giúp đỡ cậu. Lâm Thanh Diện vỗ lên bả vai đối phương, đây là lời khẳng định với biểu hiện hôm nay của Lâm Ngọc Hàng. Biết rồi à thiếu chủ, tôi nhất định sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Lâm Ngọc Hàng đảm bảo. Ừ, đại sảnh này đã hư hại cả rồi, dù sao đây cũng là nhà tổ của nhà họ Lâm, thay đổi cũng không được, cậu tìm người sửa chữa đi, chuyện này cũng giao cho cậu nhé. Nói xong, Lâm Thanh Diện rời khỏi, đi đến biệt viện của nhà họ Lâm. Ở đó có người anh ngày đêm nhớ mong. Nặc nặc ngoan, mau đến chỗ mẹ nào. Trong biệt viện của nhà họ Lâm, một bé gái đáng yêu giang hai tay ra, bước chậm về phía hứa Bích Hoài. Bây giờ, chống bỏi trong tay hứa Bích Hoài khiến cô bé rất thích thú lâm thanh diện đứng dựa trước cửa vô thức nở nụ cười nặc nặc giỏi quá mới đây đã đi tới rồi nào để mẹ hôn một cái nói xong hứa bích hoài hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé của nặc nặc trong mắt tôn tuệ phương mặc tạp dề đứng bên cạnh cũng tràn ngập ý cười bà ta ngẩng đầu lên vừa khéo nhìn thấy lâm thanh diện cậu lâm cậu về rồi sao tôn tuệ phương vội vàng nói quá tốt rồi bây giờ tôi sẽ đến phòng bếp nấu cơm Buổi tối cậu nhất định phải ăn ở nhà nhé. Được thôi. Lâm Thanh Diện chậm rãi bước vào đại viện, cười nhìn Nặc Nặc đáng yêu. "Ba, ba." Hứa Nhất Nặc bi bô gọi, cũng giang hai tay đi đến chỗ Lâm Thanh Diện. Chương 1205: Làm phiền con gái ngủ. Lâm Thanh Diện ngồi xổm xuống, cưng chiều ôm Nặc Nặc vào lòng. Nhắc tới cũng lạ, dù Lâm Thanh Diện rất ít khi về, nhưng chỉ cần anh về, Nặc Nặc đều sẽ bám dính lấy anh có lẽ đây chính là tình thân không thể nào tách rời nhỉ hai ba con chơi với nhau đi em vào nhà giúp chị tôn hứa bích hoài cười nói đi vào trong nhà bếp thấy ngoài sân không có ai lâm thanh diện cười thần bí nói nặc nặc muốn chơi xích đu không suốt lời anh vận dụng thần hồn tạo ra một cái xích đu màu vàng xích đu thắt trên hai cái cây lâm thanh diện bế lâm nhất nặc ngồi bên trên đung đưa nặc nặc nở nụ cười vui vẻ Linh lực của người hóa cảnh đỉnh cao quý giá đến mức nào, nhưng vì con gái được vui, Lâm Thanh Diện hoàn toàn không để tâm. Nếu để những người tu tiên biết, không biết bọn họ sẽ có suy nghĩ gì nữa. Buổi tối, sau khi ăn một bàn món ăn ngon do chị Tôn nấu, hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nghỉ ngơi trong phòng ngủ ở biệt viện của nhà họ Lâm. Biệt viện này là nơi ông nội của Lâm Thanh Diện ở lại đầu tiên sau khi thoát khỏi nhà Công Tôn đến kinh đô năm đó và nhà họ Lâm của Kinh Đô cũng khởi đầu từ nơi này. Lâm Thanh Diệt, anh xem nặc nặc đáng yêu không này. Vui vẻ nhìn tiểu nặc nặc đã ngủ say, trong mắt hứa bích hoài tràn đầy cương chiều. Đương nhiên, vợ anh đáng yêu, con gái dĩ nhiên cũng phải như tiểu tiên nữ rồi. Lâm Thanh Diện nói, biết nói chuyện thì nói nhiều một chút, em thích nghe anh nói như vậy. Hứa bích hoài mỉm cười nói. Lâm Thanh Diện nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của hứa bích hoài, đã lâu lắm rồi vợ chồng hai người không được hưởng thụ thời gian yên tĩnh như vậy. Nhưng dù sao thời gian yên tĩnh luôn rất ngắn ngủi. Nghĩ đến chuyển hồn đan trong người Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện biết nhiệm vụ của mình còn rất nặng nề. Nếu ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được thì còn bảo vệ thế giới cái gì? "Bích Hoài, sáng mai anh phải đi rồi." Lâm Thanh Diện nói. "Lại phải đi ư?" Hứa Bích Hoài ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu nói kết luận sau khi Lý Mộ Bạch trị liệu cho hứa Bích Hoài hôm nay cho cô nghe, anh cũng không muốn che giấu quá nhiều. Khi biết một năm sau chất độc trong người mình sẽ phát tác, hứa Bích Hoài cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Bích Hoài, em, vẫn ổn chứ? Lâm Thanh Diện quan tâm hỏi. Trong tình huống bình thường, người bình thường nghe thấy tin tức như vậy, ai có tố chất tâm lý kém đều sẽ sụp đổ, đây cũng là chuyện rất bình thường. Em rất ổn mà, hứa bích hoài mỉm cười nói ngược lại em cảm thấy anh có thể nói sự thật với em làm em rất vui tin tưởng anh trong vòng một năm anh nhất định sẽ tìm ra cách giải độc cho em lâm thanh diện trịnh trọng nói đương nhiên đây cũng là lý do khiến em bình tĩnh như vậy vì em tin người đàn ông của em là anh hùng anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời cũng nhất định sẽ làm được hứa bích hoài nói bích hoài không cần nói quá nhiều sau khi trải qua nhiều chuyện hai người đã sớm hiểu nhau rồi cảm động quá không ngờ chủ nhân và vợ của ngài ấy lại yêu thương nhau đến thế khiến tôi muốn khóc luôn đây trên nóc nhà của biệt viện tú nương nghẹn ngào nói dùng ống tay áo rộng lớn lau khóe mắt tú nương cô là con dối lấy đâu ra nước mắt chứ vân sơn lạnh lùng nói sao hả người ta không có nước mắt thì không được cảm động hả ai trên đời này còn có người đàn ông trung thủy như chủ nhân sao tú nương lẩm bẩm ặc à, thật ra tôi cũng có thể vân sơn cúi đầu nói không ngờ lại mang theo chút thẹn thùng hả tú nương đảo mắt nhìn qua quyến rũ đi về phía vân sơn khúc gỗ là anh đang nghĩ gì vậy chẳng lẽ anh tôi không có tôi chỉ thuận miệng nói thôi vân sơn vội giải thích nào ngờ tú nương lại nở nụ cười quyến rũ đi thẳng tới chỗ mình đồ đầu gỗ làm bạn mấy trăm năm nếu anh thật sự muốn cũng không phải không thể không bằng đêm nay chúng ta. Tú nương châm chọc, muốn trêu đùa Vân Sơn. Vân Sơn trợn mắt há mồm, Tú nương vô cùng xinh đẹp, khí chất quyến rũ, hoàn toàn không ai có thể từ chối được. Không biết lúc đó ở trung tâm đáy hồ, Lâm Thanh Diện đã khống chế bản thân mình thế nào mới không bị Tú nương mê hoặc dụ dỗ nữa. Vân Sơn đột nhiên vung tay đánh về phía Tú nương. Tú nương nhíu mày, mắng to, tên ngốc, anh muốn đánh tôi hả? Tú nương tránh ra, Vân Sơn lạnh lùng nói, giơ tay đẩy Tú Nương qua một bên. Cùng lúc đó, một con dao màu bạc bay qua ngọn tóc của Tú Nương. Vân Sơn hừ lạnh, bắn nguyên khí trên người ra. Búa khai Sơn. Một cây búa màu đen lập tức xuất hiện trong tay Vân Sơn. Tình thế cấp bách, Vân Sơn giơ búa khai Sơn lên chặn trước người. Con. Dao găm đánh lên trên cây búa. Lúc chạm vào nhau, dao găm tạo thành sức mạnh vô cùng to lớn búa khai sơn không chống lại được bị dao găm xuyên qua đây là cao thủ thần cảnh vân sơn khó tin thời gian như bị đứng yên dù khí thế của dao găm hơi giảm suýt nhưng vẫn tiếp tục sông lên tên ngốc mau tránh ra tú nương ở bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở cùng lúc đó một cái roi dài xuất hiện trong tay vụt cô ta vùng roi dài móc lấy con dao đang bay kia tú nương cắn chặt răng cố giữ lấy Vân Sơn lấy lại tinh thần sau tiếng quát lớn của Tú Nương. Lập tức tránh sang một bên. Dao găm tránh thoát roi dài, bay sát qua người Vân Sơn. Âm, một tiếng, một cây cổ thụ cách đó mấy chục mét bị dao găm đánh đổ. Hai người Vân Sơn và Tú Nương đứng sóng vai nhìn về phía nóc nhà ở đối diện, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ lộng lẫy lạnh lùng đi về phía này. Người đàn ông vẻ ngoài tuấn tú, nhưng hơi thở lại u ám. Không ngờ lại là hai con rối hóa cảnh đỉnh cao." Người đàn ông khinh bỉ nói. "Anh là ai?" Vân Sơn đẩy Tú Nương ra sau lưng, lớn tiếng nói. Người đàn ông nhìn ông ta một cái, anh xứng biết họ tên tôi sao? "Tôi hỏi anh, công chúa nhỏ đâu?" "Công chúa nhỏ? Chưa từng nghe nói tới." Vân Sơn trả lời. Trong mắt người đàn ông hiện lên sát khí, lạnh nhạt nói, "Nếu anh đã không biết, vậy tôi đành đi hỏi thằng nhóc Lâm Thanh diện thôi." Nói xong, người đàn ông hoàn toàn không thèm để ý đến vân sơn và tú nương muốn chọc thủng trần nhà đi vào đồ to gan ai cho anh vì tiện gọi tên của chủ nhân chúng tôi hả tú nương cau mày nói tôi cho anh biết dù anh là cao thủ thần cảnh đi nữa nếu anh dám bất kính với chủ nhân chắc chắn chúng tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt người đàn ông nghe xong chẳng những không giận mà còn cười hai con dối các người mà cũng dám nói chuyện với tôi như thế à nói xong trên người hắn ta tỏa ra âm khí, lần này, hắn ta huyễn hóa ra tận 10 con dao găm. Hai người Vân Sơn và Tú Nương đều tỏ vẻ căng thẳng. Một con dao găm đã khiến hai người chật vật như thế rồi, huống hồ là 10 con. Vì chủ nhân, chúng ta liều mạng đi, Tú Nương nói. Ừm, Vân Sơn gật đầu. Không biết lượng sức mình, đêm nay, sẽ là ngày các người hồn phi phách tán. Người đàn ông lạnh lùng nói, khí thế đột một dâng lên đúng lúc này một giọng nói vang lên vân sơn tú nương hai người tránh ra lâm thanh diện vừa nói vừa đi tới từ nóc nhà bên kia ánh trăng sáng chiếu xuống làm lâm thanh diện trông vô cùng cao lớn chủ nhân vân sơn và tú nương đồng loạt nói lâm thanh diện nhìn người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói người này cứ để một mình tôi xử lý ha ha người đàn ông trẻ tuổi cười nói nói khoác không biết người một tên chẳng khác nào con kiến cũng dám kêu gào với tôi ư. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, nhẹ giọng nói. Người dám làm phiền con gái tôi ngủ, đều phải chết. chương 1206, không giết chết. Ha ha, nghe Lâm Thanh Diện nói thế, người đàn ông trẻ tuổi này nở nụ cười trên môi. Sau đó anh ta lạnh lùng nói, tôi không quan tâm con gái của cậu, mục đích mà tôi tới đây chỉ có một, công chúa nhỏ ở đâu rồi? Công chúa nhỏ, trong lòng Lâm Thanh Diện ngạc nhiên. Ban nãy khi đang ở trong phòng, bên ngoài đột nhiên nổi linh lực và bị Lâm Thanh Diện nhanh chóng nhận ra, vì thế anh mới tới đây xem muốn xem tình hình. Công chúa nhỏ mà anh nói, tôi chưa từng gặp, Lâm Thanh Diện nói đúng sự thật. Chưa từng gặp, người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày, lấm bẩm nói, không thể nào, cô ấy đi tới thế giới này, chẳng phải là vì anh sao. Chẳng lẽ cô ấy còn có dự định khác mà tôi không biết ư? anh chắc là anh chưa từng gặp công chúa nhỏ chứ. Người đàn ông hỏi lại lần nữa, anh nên nhớ, nếu dám lừa tôi thì tôi tuyệt đối không để yên cho anh đâu. Nói chưa từng gặp là chưa từng gặp, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, anh muốn tin hay không thì tùy. Thái độ của Lâm Thanh Diện như thế, hiển khiên khiến người đàn ông này hơi khó chịu. Thằng nhóc kia, tôi từng nghe tiếng tăm của cậu, có lẽ ở thế giới này thì cậu khá lợi hay đấy, nhưng ở trong mắt tôi, cậu còn chẳng đáng một đồng. Ồ, lâm thanh diện lạnh lùng nhìn đối phương sau đó thì lạnh lùng nói vậy chúng ta đều như nhau đang nói thanh kiếm trảm tiên trong tay đã chờ xuất chiêu anh biết rõ có thể đánh bại vân sơn và tú nương bằng một chiêu thì thực lực của người này đã đạt tới thần cảnh ha 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 khi hai người gương súng sẵn sàng định phân cao thấp thì tú nương ở bên cạnh lại vui vẻ nở nụ cười cô cười gì người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng nói Tú nương quyến rũ cười nói, "Tất nhiên là tôi đang cười anh rồi." Một con rối thôi mà dám cười tôi ư? Tôi lập tức khiến cô hôn phi phách tán, người đàn ông trẻ tuổi nói. Mười thanh đoản kiếm trong tay có vẻ sắp phóng về phía Tú nương. Anh nói anh muốn tìm cô công chúa nhỏ đó, nhưng anh lại không nói cô ấy trông như thế nào, tuổi tác bao nhiêu, nên đương nhiên chúng tôi không biết rồi, Tú nương nói. Người đàn ông trẻ tuổi nghe xong thì thấy có vẻ Tú nương nói cũng có lý. Tuổi của cô ấy nhỏ hơn tôi một chút, còn tướng mạo thì công chúa nhỏ chính là cô gái xinh đẹp nhất đời này." Người đàn ông nói, trong mắt như mang theo sự ái mộ. "Cô gái xinh đẹp nhất, đẹp hơn cả tôi ư?" Tú Nương hỏi. "Con dối như cô dám nói chuyện với tôi ư, tự tìm chết." Người đàn ông giận dữ nói, mười thanh đoản kiếm trong tay vọt đi. Tú Nương sợ hết hồn. Vân Sơn vội vàng ngăn trước người Tú Nương nhưng anh ta biết với sức lực của mình thì không thể nào chống đỡ nổi 10 thanh đoạn kiếm này. Xu Long thức, Lâm Thanh Diện hét lên, thanh kiếm chảm tiên trong tay nhanh chóng bay tới chỗ Vân Sơn. Trong miệng chín con rồng đang bay phun ra lửa, mãnh liệt chống lại 10 thanh đoạn kiếm. Am, lần này lại bất phân thắng bại. Thấy một chiêu của mình lại không gây hại gì nên người đàn ông trẻ tuổi hơi thắc mắc. Mình đã bước chân vào cảnh giới thần cảnh, tuy chỉ là sơ kỳ nhưng cũng cao hơn rất nhiều so với hóa cảnh đỉnh phong theo lý mà nói thì lâm thanh diện không thể nào đỡ nổi chiêu này của mình huyền kình người đàn ông nghỉ ngờ hỏi cậu tu luyện huyền kình rồi đúng không đúng thì sao tôi nói rồi giết anh mình tôi là đủ rồi lâm thanh diện lạnh lùng nói người đàn ông nở nụ cười thôi mục đích mà lần này tôi tới đây là tìm ra công chúa nhỏ nếu mấy người không biết thì tôi đi vậy còn cậu Lâm Thanh Diện. Đang nói người đàn ông trẻ tuổi chỉ tay vào Lâm Thanh Diện, cái mạng của cậu, sau này tôi sẽ lấy, trân trọng khoảng thời gian cuối cùng của cậu ở thế giới này đi. Nói rồi áo choàng phía sau người đàn ông trẻ tuổi tản ra, anh ta bay lên không trung định rời đi. Muốn chạy ư? Ánh mắt của Lâm Thanh Diện phong tỏa trên người đối phương, cùng lúc đó, thần hồn chỉ lực bộc phát ra. Kiếm chảm tiên dung hợp với thần hồn, đâm về phía đối phương người đàn ông trẻ tuổi trên không chung có vẻ khinh thường trước công kích của kiếm trảm tiên anh ta chỉ đơn giản xòe tay ra thoạt trông như muốn đỡ lấy lần công kích này của lâm thanh diện anh đúng là tự tìm đường chết lâm thanh diện kiêu ngạo nói uy lực của kiếm trảm tiên không giống như thông thường huống chỉ trên thân kiếm kiếm có hồn lực của mình dù là cường giả thần cảnh sơ kỳ cũng không dám ra vẻ tùy tiện thế được nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cả vân sơn và tú nương ở bên cạnh đều kinh sợ người đàn ông chỉ dùng hai ngón tay đã dễ dàng kẹp lại kiếm chảm tiên chuyện này sao lại thế được hai mắt lâm thanh diện trợn to tuy lần này anh không dùng bí thuật gia tăng thực lực nhưng với một chiêu này dù đối phương là cường giả thần cảnh cũng không thể hóa giải thoải mái thế được hiển nhiên người đàn ông đó rất hài lòng với lần mình ra chiêu này lâm thanh diện ở trong mắt tôi thiên phú của cậu không đáng một đồng hai tay lâm thanh diện siết chặt một sở nguyệt của thương nguyên giới đã lợi hại như thế, lần này lại xuất hiện thêm một người đàn ông lạ mặt, hơn nữa, có vẻ thực lực của người đàn ông này còn vượt xa cả mình. Kinh khủng hơn đó là, người đàn ông này lại trẻ tuổi như thế. Chuyện này khiến cho Lâm Thanh Diện, người luôn tin tưởng vào thiên phú của mình, lúc này cũng dao động. "Tôi rất thích thanh kiếm này, nếu cậu đưa cho tôi thì tôi sẽ nhận." Vừa nói, người đàn ông định nhét thanh kiếm Trảm Tiên vào trong ngực mình. Đột nhiên vào lúc này, thanh kiếm chảm tiên phát sáng. Đây, là sao, người đàn ông ngạc nhiên hét lên. Thanh kiếm chảm tiên trong tay anh ta, vốn dĩ đã bị anh ta khống chế, nhưng vào lúc này lại như mãnh thú đang trong cơn cuồng nộ, cố gắng tránh thoát trói buộc, đâm thẳng vào ngực đối phương. Kiếm chảm tiên thoát ra khỏi tay, cũng may người đàn ông phản ứng rất nhanh. Lách mình một cái đã bay ra hơn 10 thước, nhưng áo quần trước ngực anh ta vẫn bị kiếm khí gây thương tích, vạch ra một vết thương rất dài làm xong tất cả thanh kiếm trảm tiên trên không quay lại thân kiếm rồi trở về trong tay lâm thanh diện thanh kiếm này lại có kiếm linh ư người đàn ông ngạc nhiên nhìn lâm thanh diện cái gọi là kiếm linh đó là chủ thanh kiếm và thanh kiếm ở cùng nhau lâu tâm linh dung hợp nên được sinh ra sau khi kiếm linh sinh ra thì thanh kiếm đó chỉ sẽ trung thành với một người người khác không thể nào điều khiển thanh kiếm này là vũ khí của ma thần tu la kiếm trảm tiên đã có kiếm linh từ lâu sau khi có được tất cả truyền thừa của ma thần Tu La, kiếm trảm tiên tự nhiên nhận Lâm Thanh Diện là chủ nhân duy nhất của mình. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói, thanh kiếm này tên là kiếm trảm tiên, để chém những tên hèn mặt tự xưng là tiên như các NHTL. Cậu, người đàn ông nhíu mày, không ngờ bản thân lại ngã nhào ở chỗ này. Hôm nay tôi có việc gấp, tạm thời bỏ qua cho cậu, ngày sau gặp lại, mạng chó của cậu, tôi sẽ lấy. Nói rồi người đàn ông xoay người đi mất. Lâm Thanh Diện nhìn bầu trời đêm xanh thẳng như nhung rồi chìm vào suy tư. Chủ nhân, Vân Sơn và Tú Nương đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, ánh mắt ân cần. Người này, với thực lực bây giờ của tôi thì không phải là đối thủ của anh ta, Lâm Thanh Diện thừa nhận nói. Chủ nhân yên tâm, dù sau này anh ta lại tìm anh gây phiền toái, tôi và Vân Sơn thể chết bảo vệ anh, Tú Nương nói. Hai mắt Lâm Thanh Diện trở nên trong suốt, trong miệng lẩm bẩm cơ hội, chỉ có một lần thôi sao cơ vân sơn và tú nương không hiểu lắm chủ nhân sao thế đang yên đang lành tự nhiên nói ra một câu như thế lời nói không đầu không đuôi gì cả tôi nói cơ hội để anh ta giết tôi chỉ có một lần là tối nay bỏ lỡ rồi thì sau này sẽ chẳng còn nữa lâm thanh diện nói ánh mắt lại phấn chấn trở lại nhưng chủ nhân à thực lực của người này vân sơn định nói tiếp lại bị tú nương dùng ánh mắt ngăn lại lâm thanh diện tự tin nói vân sơn tôi biết cậu muốn nói gì người đó cũng nghĩ như cậu anh ta cho rằng đến khi gặp lại thì sẽ dễ dàng giết chết tôi nhưng mà anh ta quên mất một điểm quan trọng điểm quan trọng đúng thế lâm thanh diện đứng giữa trời đất tự tin nói lâm thanh diện tôi trời sinh tốt số sẽ không cúi người những kẻ không giết chết tôi cuối cùng sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn sở nguyệt như thế người đàn ông đó như thế cả thương nguyên giới cũng đều như thế chương 1207, chấn nhỏ vắng vẻ. Hai con rối ở bên cạnh, nghe thấy lời nói hùng hôn như thế cũng khí phách hơn hẳn. Mãi trăm năm trước, hai người họ đi theo ma thân Tu La, cùng chống lại tất cả mọi người ở thương nguyên giới. Bây giờ, tuy bọn họ đã chết, trở thành con rối nhưng sau cùng ma thân đã để bọn họ đi theo lâm thanh diện. Đây đúng là quyết định sáng suốt nhất. So với ma thần Tu La năm đó, lâm thanh diện cũng có thiên phú ngút trời như vậy, nhưng quan trọng hơn là, cái tính cách không bao giờ nhận thua và càng bị áp chế thì càng dũng cảm ấy, đã trở thành điều kiện tất yếu để cứu lấy trăm họ. Làm việc chung với tài năng mút trời như thế, dù sau này có hôn phi phách tán, nhưng chỉ cần oanh liệt một hồi thì chết cũng đáng. Tú Nương, Vân Sơn Lâm Thanh Diện nhìn hai người trước mắt, tôi có việc muôn dặn cho hai người. Chủ nhân có việc gì cứ nói thẳng, núi đao hay biển lửa thì Vân Sơn tôi cũng nguyện sông lên với NHTL. Đúng thế, Tú Nương tôi cũng vậy Vân Sơn và Tú Nương trả lời. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, so với vài người thì con dối trung thành hơn nhiều lắm. Sáng mai tôi sẽ đi xa, lần này có khi đi một tháng, có thể là nửa năm, có khi còn lâu hơn. Lâm Thanh Diện nói, chủ nhân yên tâm, dù đi tới đâu thì tôi và Vân Sơn đều sẽ bảo vệ anh. Tú Nương nói, tất nhiên Vân Sơn cũng không có ý kiến khác. Lâm Thanh Diện lắc đầu, Nhiệm vụ mà tôi giao cho hai người cực kỳ quan trọng, thậm chí còn hơn cả tính mạng của tôi, nếu hai người không hoàn thành tốt thì tôi nhất định không tha thứ cho hai người. Chủ nhân, Vân Sơn và Tú Nương thắc mắc nhìn chủ nhân. Còn quan trọng hơn tính mạng của chủ nhân, đây là nhiệm vụ nào đây? Những ngày tôi đi, hai người phải luôn luôn bảo vệ bên cạnh Bích Hoài và Nặc Nặc giống như bảo vệ tôi vậy, nhớ bảo vệ họ an toàn, biết chưa? Lâm Thanh Diện căn dặn nói. Vân Sơn và tú nương nhìn nhau, lập tức hiểu rõ. Quan trọng hơn cả tính mạng của Lâm Thanh Diện chính là sự an toàn của Bích Hoài và Nặc Nặc. C. Tuân lệnh. Hai người Đông Thanh nói. Lâm Thanh Diện hài lòng gật đầu. Có hai người bảo vệ, hộ vệ trong nhà là hóa cảnh đỉnh phong, sự an toàn của hứa Bích Hoài và Nặc Nặc chắc chắn được bảo đảm. Nhà họ Lâm cũng sẽ không có sơ suất nào. Đây là người có thực lực đỉnh phong chỉ dưới thân cảnh, hơn nữa còn là hai người chủ nhân anh yên tâm mà đi, vợ con anh cứ để cho chúng tôi. Vân Sơn chân thành nói. Lâm Thanh Diện nghe Vân Sơn nói, như có gì đó sai sai, nhưng nghĩ đến chuyện Vân Sơn cứ đẩn độn thế kia nên cũng không truy cứu. Chủ nhân, tôi còn có một vấn đề, Tú Nương hỏi, nếu thật sự có người tới nhà họ Lâm khiêu khích, hoặc là uy hiếp đến sự an toàn của phu nhân và nặc nặc thì chúng tôi nên làm sao? Đuổi bọn họ đi hay là... Kẻ dám uy hiếp hứa bích hoài và nặc nặc chém chết tại chỗ. Lâm Thanh Diện nói. Tú Nương cười nói, "Vâng thưa chủ nhân, có câu nói này của anh là được rồi, chúng tôi biết phải làm sao." "Ừ, hai người lui xuống trước đi." Lâm Thanh Diện nói. Ban đêm, Lâm Thanh Diện một thân một mình ngồi trên nóc nhà. Hai lần giao thủ với người của Thương Nguyên giới gần đây khiến Lâm Thanh Diện rõ ràng nhận ra thực lực của mình còn kém xa. Hơn nữa, có một chuyện quan trọng hơn đó là trong vòng một năm phải tìm ra thuốc giải để cứu hứa bích hoài. Nghĩ đến cô con gái ngủ ngon trên giường, Lâm Thanh Diện chỉ biết cười khổ. Xem ra mình lại phải xa nhà rất lâu, không thể nào chơi với con bé này nữa rồi. Hôm sau, trời còn lờ mờ. Mới sáng sớm Lâm Thanh Diện đã ra khỏi biệt viện. Lâm Thanh Diện, trên đường cẩn thận, hứa bích hoài nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, lại ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp này. Đúng rồi, đây là bức ảnh mà em và Nặc Nặc chụp trước đó, nhớ con gái thì lấy ra xem." Hứa Bích Hoài nói rồi lấy ra một tấm ảnh. Ánh mắt Lâm Thanh Diện nở nụ cười, trong bức ảnh, Nặc Nặc cười rất tươi. "Ở đây giao lại cho hai người." Lâm Thanh Diện nói với Vân Sơn và Tú Nương. "Chủ nhân cứ yên tâm." Hai người trả lời. Lâm Thanh Diện cũng không nhiều lời, lái chiếc Maserati nhanh chóng rời đi. Hứa Bích Hoài và hai người bên cạnh nhìn Lâm Thanh Diện rời đi cho đến khi khuất bóng. Trong lòng Vân Sơn và Tú Nương có dự cảm rằng, đợi đến ngày Lâm Thanh Diện quay về, anh nhất định còn mạnh mẽ hơn cả bây giờ cứ đi về phía nam, Lâm Thanh Diện không hề lưu luyến cảnh đẹp dọc đường. Bây giờ, đối với Lâm Thanh Diện thì thời gian chính là thứ quý giá nhất. Với tình hình hiện nay thì người của thương nguyên giới đã nhiều lần lui tới địa cầu rồi. Mà những chuyện này, Lâm Thanh Diện cho rằng nó có liên quan đến chuyện nguyên thần của ma thần Tu La bị tiêu tan. Thế nên, Điều mà Lâm Thanh Diện cần làm lúc này là nắm chắc thời gian, cố gắng để cao thực lực của mình, trước khi người của thương nguyên giới ổ ạt xâm chiếm thì phải có sức đánh một trận. Trước đó Lâm Thanh Diện đã từng tới Dược Thần Cốc, anh biết trên con đường để đi tới Dược Thần Cốc có một chấn nhỏ. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã tới ngôi trấn nhỏ này. Cảnh sắc của trấn không khác trước đây là bao, nhưng bây giờ là 4 giờ chiều nhưng người ở trong chấn lại cực kỳ thưa thớt. Chuyện này là sao? Mình nhớ lần trước khi tới đây, Tuy người ở đây cũng không nhiều, không thể so sánh với thủ đô phồn hoa, nhưng cũng không đến mức trở thành như lúc này. Lâm Thanh Diện suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đi qua trấn nhỏ, tiếp theo là đường núi, chỉ có thể đi bộ. Sau khi đỗ xe xong, Lâm Thanh Diện đang định vào khách sạn nghỉ ngơi một chút để bồi bổ tinh thần, ngày mai đi thẳng tới dược thần cốc. Trên đường không một bóng người, dù có hai ba người đột nhiên xuất hiện thì sắc mặt mỗi người đều hơi hoang mang điều khiến lâm thanh diện càng thấy kỳ lạ hơn đó là những người vội vã trên đường ai bọn họ ai cũng mang khẩu trang chẳng lẽ người của trấn nhỏ này đều bị bệnh cả lâm thanh diện lẩm bẩm trong miệng ngay lúc này một ông chú trung niên xách mấy túi thực phẩm đi qua người lâm thanh diện chút lâm thanh diện ngăn người trung niên này lại xin hỏi ở đây sao vậy có chuyện gì xảy ra hay sao ông chú nhìn lâm thanh diện cả người giật mình rồi lui ra sau mấy bước kéo giãn khoảng cách với lâm thanh diệt sau đó ông ta lấy một chai phun xương nho nhỏ ra xịt về phía lâm thanh diệt cồn ư lâm thanh diệt lập tức hiểu ra được rồi ông chú này đang khử trùng cho mình sao cậu nhóc sao cậu ra ngoài mà không mang khẩu trang thế cậu không biết hiện nay đang là thời kỳ đặc biệt hay sao ông chú trung niên hỏi không khí hôm nay rất tốt mà tại sao phải mang khẩu trang lâm thanh Diện trả lời Cậu tới từ vùng khác chứ gì." Ông chú nói tiếp, thấy Lâm Thanh Diện gật đầu thừa nhận thì lại nói, "Vậy tôi khuyên cậu nhanh chóng rời khỏi đây. Bây giờ ở đây đang bộc phát một căn bệnh đáng sợ, cậu không thấy cả con phố đi bộ này, hôm nay chẳng có ai ra ngoài rồi hay sao?" Căn bệnh đáng sợ. Lâm Thanh Diện nhíu mày. "Được rồi, tôi không nói với cậu nữa, lát nữa Linh Trần Tử bắt đầu phát thuốc, tôi phải nhanh chóng đi xếp hàng." Nói rồi ông chú trung niên cuống cuồng rời đi nhìn bóng lưng của đối phương lâm thanh diện lắc đầu cũng không để bụng gì thời tiết thu đông vốn dĩ là mùa dịch cúm hoành hành dù ở kinh đô cũng có không ít người bệnh nhiễm cúm nhưng mà người ở trấn nhỏ này hình như chuyện bé xé ra to thì phải khách sạn thanh phong lâm thanh diện thấy cách bài trí của khách sạn này cũng được bèn đi vào anh làm gì vậy không biết nơi này không cho phép tiến vào hay sao trước cửa một bảo vệ ngăn lâm thanh diện lại Chương 1208, Linh Trần Tử. Lâm Thanh Diện nhìn người bảo vệ này rồi bật cười. Chuyện này khoa trương quá rồi đúng không, còn mặc cả đồ bảo hộ chống hóa chất nữa ư? Tôi tới ở trọ, sao vậy, không cho ở hay sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Về đi về đi, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, tất cả các khách sạn đều đóng cửa. Bảo vệ nói. Tất cả khách sạn đều đóng cửa. Lâm Thanh Diện nhíu mày. Xem ra suy nghĩ lúc trước của mình đã sai nếu chỉ là nhiễm cúm thì không thể thành như thế này được vậy xin hỏi chỗ các anh còn phòng ở không trời tối lắm rồi tôi chỉ ở một đêm sáng mai sẽ ở đi lâm thanh diện nói anh từ nơi khác tới đây sao bảo vệ hỏi lâm thanh diện gật đầu đúng vậy tôi từ kinh đô tới vậy anh đi tới khu phố thứ ba đi chỗ đó có khách sạn song mộc mới mở cách đây không lâu có lẽ họ sẽ cho anh vào ở nói xong bảo vệ bèn đóng cửa khách sạn lại lại bị người ngăn ngoài cửa lâm thanh diện cười khổ nói bản thân từng nhiều lần bị người khác đối xử như thế nhưng kết quả cuối cùng tất nhiên là đối phương phải trả giá đắt nhưng lần này lâm thanh diện chọn thỏa hiệp dù sao thì nhìn tình hình thì những gì bảo vệ đó nói đều à thật hình như ngôi chấn nhỏ này đang lâm vào nguy hiểm khách sạn song mộc xem ra chỉ có thể tới đó thử vậy may thôi lâm thanh diện quay đầu lại lái xe chạy tới khu phố thứ ba đi qua một con phố đột nhiên người trên phố như nhiều hơn hẳn. Lâm Thanh Diện hơi tò mò, có vẻ những người này đều đi tới một chỗ, bước chân rồn rập. Ở đây, ai cũng mang khẩu trang, tuy có không ít người nhưng mọi người đều tự giác cách nhau một khoảng cách nhất định. Trong nhóm người đó, Lâm Thanh Diện nhanh chóng phát hiện ông chú trung niên ban nãy. Linh chân Tử Lâm Thanh Diện nhớ lại cái người mà ban nãy ông chú này nhắc đến. Có thể khiến nhiều người tìm đến như thế, tôi cũng muốn xem xem tên đạo sĩ Linh chân Tử có bản lĩnh gì. Nghĩ rồi Lâm thành Diện đi đỗ xe, rồi cũng theo chân mọi người đi tới. Cuối ngã tư đường có một hiệu thuốc. Nói là hiệu thuốc, nhưng cũng chỉ là một cửa hàng nho nhỏ dùng mấy vật dụng thô sơ dựng lên thôi. Trên cửa hàng có một tấm vải rách đã ố vàng viết bốn chữ to, hành y cứu người. Một ông cụ gây gò mặc trang phục của đạo sĩ, để dâu, tay cầm phất chân ngồi ngay chính giữa. Trước cửa cửa hàng đã xếp một hàng rất dài, nhưng ông cụ này chỉ khép hờ mắt, sắc mặt lạnh lùng, thoạt trông cũng có khí chất của đạo sĩ. Chừng 5 phút sau, dòng người bên dưới dần dần trở nên nóng nảy. Ông cụ ngước mắt nhìn trời, sau đó duỗi tay ra và liếc nhìn cổ tay theo bản năng, rồi mới lên tiếng nói, "Đã đến giờ, mở dương phát thuốc." Nghe thế, dòng người đang xếp hàng bên dưới cực kỳ hăng hái nhưng Lâm Thanh Diện vẫn đứng một bên quan sát thì lại thấy hứng thú về Linh Trần Tử này. Trên tay là đồng hồ hãng Vassarong constantin còn là bản kỷ niệm, lão đạo sĩ này giàu có nhỉ. Lúc này, lão đạo sĩ Linh Trần Tử trở thành người bận rộn nhất ở đây. Đừng sốt ruột, một viên thuốc 9 triệu, mua hai tặng một, mỗi lần lên một người. Lão đạo sĩ vừa nói vừa hét lên, cố bản hoàn, viên uống bồi bổ nguyên khí, chống lại dịch bệnh, uống vào hết bệnh, uống một viên, cả đời không cần sầu lo. Cho tôi hai viên, tôi mua 5 viên. Người bên dưới ảo ào, ào vọt lên mua, lão đạo sĩ vui như mở cờ. Nhưng vào lúc này, một người trẻ tuổi đeo kính mặc sơ mi lớn tiếng nói, mọi người đừng để bị lừa, tên đạo sĩ này là kẻ lừa đảo. Mọi người nghe thế thì nhao nhao quay đầu lại. Ánh mắt người trẻ tuổi như phun ra lửa, đi thẳng tới dưới đài chỉ vào Linh Trần Tử nói, ông là đồ lừa đảo, hôm trước tôi mua bốn viên cố bản hoàn ở chỗ ông, kết quả hôm qua ba tôi vẫn bị bệnh, không thở nổi mà qua đời. Nói xong, anh ta nói với mọi người, mọi người đừng có tin, viên thuốc này không có tác dụng gì đâu. Mọi người nghe thế, lập tức thấy do dự. Bọn họ nhìn người đạo sĩ này, chờ một câu giải thích. Sắc mặt Linh Trần Tử bình tĩnh, sau đó nói, bên dưới là kẻ nào mà dám ăn nói hàm hồ ở đây. Mẹ kiếp, ông là cái đồ lừa đảo, cả nhà tôi bị ông hại chết rồi, ánh mắt người đàn ông trẻ tuổi như phun ra lửa rồi đột nhiên rút một con dao phay từ bên eo ra hôm nay tôi muốn ông phải đền mạng nói rồi anh ta xông tới mọi người hết hồn dưới cơn hoảng sợ thì tranh nhau tránh ra một lối đi người đàn ông trẻ tuổi cầm con dao phay trong tay thấy sắp bổ vào linh trần tử rồi ôi chao thằng nhóc ngu ngốc linh trần tử khinh miệt nói trong nháy mắt trên ngón tay ông ta huyễn hóa ra một ngọn lửa lâm thanh diện đứng ở xa xa ánh mắt sáng lên lão đạo sĩ này lại là cường giả hóa cảnh ư điêu ngọn lửa xông về phía người trẻ tuổi trong phút chốc người trẻ tuổi bỗng bị lửa đốt cả người vặn vẹo mọi người hoảng sợ đang yên đang lành sao lại xuất hiện một ngọn lửa vậy bọn họ nhưng từng thấy điều này lập tức cảm thấy linh trần tử không phải là người phàm là cao nhân đắc đạo thực thụ mọi người đừng lo tư tưởng người này đen tối nên bị ác ma phụ thể thế nên ban nãy cậu ta mới ăn nói sang bậy ở đây linh trần tử nhàn nhạt nói nhưng cao nhân à cứ tiếp tục như thế thì cậu ta sẽ bị thiêu chết một người bên dưới nói lúc này quần áo trên người người trẻ tuổi đã cháy hết cơ thể anh ta đau đớn vặn vẹo điên cuồng chạy tới chỗ vại nước trước một cửa hàng linh trần tử nở nụ cười thầm nghĩ đáng chết suýt bị mày phá hỏng chuyện tốt của tao ngọn lửa mà tao huyễn hóa ra nước thông thường có thể dập tắt được ư Quả nhiên, sau khi người đàn ông nhảy vào vại nước, ngọn lửa trên người vẫn còn cháy. Chuyện này vốn khiến mọi người đã yên tâm thì trong lòng lại dấy lên, đồng thời cũng cảm thấy chuyện này khó mà tin được. Thấy cũng được rồi, Linh Trần Tử đi xuống đài, cao giọng nói, "Ngọn lửa mà ta phóng ra có tên là ngọn lửa chính nghĩa, bây giờ khí tức ác độc trong người cậu ta đã bị đuổi đi, vậy nên ta sẽ thu ngọn lửa về. Từ nay về sau, cậu ta sẽ không nói bậy nữa." mong cao nhân nhanh chóng ra tay một người bên dưới hô lên mọi người sôi nổi hướng ứng đạo sĩ mỉm cười chuyện hôm nay lại giúp ích không ít cho mình từ nay về sau người ở đây sẽ xem ông ta là thần dù ông ta nói gì đi nữa thì những người này chỉ có thể tin mà thôi còn chàng trai trẻ tuổi bị lửa đốt cháy này dù lửa bị diệt rồi thì cũng thoi thóp thôi ngay cả sức lực nói chuyện cũng chẳng có tự nhiên sẽ không ăn nói sằng bậy nữa được đã thế vậy ta sẽ thu thần hỏa lại. Nói rồi ông ta vươn tay ra. Ngọn lửa này do ông ta huyễn hóa ra, thu hồi lại thì dễ như trở bàn tay. Vào lúc này, một thân ảnh thoáng hiện rồi đi tới chính giữa. Lâm Thanh Diện nở nụ cười nhìn Linh Trần Tử, rừng rưng nói, chuyện nhỏ thế này sao dám phiền Hà Đại Sư chứ? chương 1209, diễn viên Lão Làng. Đối mặt với Lâm Thanh Diện đột nhiên nhảy ra, hiển nhiên tất cả mọi người rất kinh ngạc. Người này là ai, hình như không phải người trong trấn chúng ta. Ông ấy nói đây là chuyện nhỏ, bà ơi, là chuyện nhỏ ạ. À? Mọi người bàn tán xôn xao. Tôi biết cậu ta, cậu ta từ bên ngoài tới. Ông chú Trung niên trước kia chỉ vào Lâm Thanh diện rồi nói. Nghe ông chú nói vậy, Linh chân tử khẽ mỉm cười. Nếu người trẻ tuổi này muốn thử thì cậu có thể thử xem, nhưng Nói đến đây Mắt linh trần tử lộ vẻ xảo quyệt. Nếu cậu thất bại thì người trẻ tuổi đang bị lửa thiêu này sẽ không còn nữa. Đến khi đó không liên quan đến tôi đâu đấy. Thất bại. Lâm Thanh Diện mỉm cười. Trong từ điển của tôi không có hai từ thất bại này. Anh không nói thêm gì nữa. Người đàn ông kia đã bị lửa thiêu rụi hết quần áo, sắp bị thương ngoài ra. Lâm Thanh Diện không còn do dự nữa, dùng một tay nhấc người thanh niên lên khỏi mặt nước. Anh làm gì? Người thanh niên hoảng sợ. Cậu ta luôn cho rằng ở trong nước là cách tốt nhất, nhưng không biết rằng lửa mà Linh Trần Tử biến hóa thành không hề sợ nữa. C. Đừng nói nữa, tôi tới để cứu cậu. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Ngay lập tức, linh lực của anh lan ra theo lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt lên ngọn lửa đang bốc cháy trên người đối phương. Trong tích tắc, cậu thanh niên cảm nhận được một luồng khí mát lạnh lướt qua da, cảm giác bỏng rát trên người cũng nhanh chóng biến mất cậu nhóc này tuổi không lớn mà cũng là người tu luyện đấy. Linh Trần từ cách đó không xa nhìn Lâm Thanh Diệt, nói thâm trong lòng. Ở giai đoạn hóa cảnh này, Lâm Thanh Diệt là người châu bò nhất, không có ai là đối thủ của anh. Ngọn lửa đã được dập tắt, nhiều chỗ da của nam thanh niên đã bị đen, nhưng may mắn thay Lâm Thanh Diệt kịp thời xử lý nên tính mạng cậu ta được bảo toàn. Cậu đến bệnh viện băng bó đi, không lâu nữa sẽ ổn thôi, Lâm Thanh Diện dặn dò cảm ơn anh, người thanh niên nói rồi quay đầu chừng mắt nhìn Linh Trần Tử, sau đó rời đi. Thấy người thanh niên rời đi, Linh Trần Tử mỉm cười nói, tuổi trẻ tài cao, xin hỏi người bạn này tên gì? Lâm Thanh Diện, Kinh Đô. Lâm Thanh Diện, Linh Trần Tử cao mày, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Là một người tu luyện, đương nhiên Linh Trần Tử biết người có thiên phú nhất nước C là ai. Hơn nữa, Lâm Thanh Diện còn là gia chủ nhà họ Lâm ở Kinh Đô, thân phận này đặt trong nước xê hâu như không ai không biết. Thì ra cậu ấy là Lâm Thanh Diện. Còn trẻ như vậy đã có thành tựu, tranh lệch giữa người với người quả thực rất lớn. Mọi người đều bán tán về anh. Mọi người mau nhìn kia, chiếc Maserati đậu bên kia chắc chắn là của Lâm Thanh Diện đó. Đã đẹp trai còn đi xe sang, tôi thấy mình sắp mê đến độ choáng váng rồi. Hai cô gái nhỏ thì thầm, ánh mắt phát sáng. Đạo trưởng Linh Trần Tử, xin hỏi ông có bán thuốc không dưới khán đài một bà lão hỏi linh trần tử đảo mắt rồi nói không bán nữa hôm nay mọi việc đều không thuận lợi ngày mai mọi người lại tới nhé lâm thanh diện đang có mặt cố bản hoàn của mình có bao nhiêu phân lược trong lòng linh trần tử vẫn rất rõ ngọn lửa ông ta vừa hóa thành đã bị lâm thanh diện dễ dàng dập tắt linh trần tử biết mình không phải đối thủ của người trẻ tuổi này mọi người về đi tôi đi trước hẹn gặp lại linh trần tử nói xong thì vội vàng cất hộp thuốc đi gỡ biểu ngữ hành y cứu người xuống định ra về đợi đã tôi có chuyện muốn hỏi ông lâm thanh diện lạnh giọng nói anh vào tới trước mặt linh trần tử cậu có chuyện muốn hỏi tôi linh trần tử giả vờ bình tĩnh xin hỏi tiểu huynh đệ lâm thanh diện có chuyện gì muốn hỏi nếu không chê thì có thể tới hàn xá ngồi tâm sự ông cũng xứng xương huynh gọi đệ với tôi lâm thanh diện lạnh lùng nhìn đối phương sau đó nói không cần đến nhà ông chúng ta nói ở đây là được rồi mọi người dưới khán đài đều có chút sướng sờ sao trông Lâm Thanh diện có vẻ không mấy thân thiện giống như có thù với đạo trưởng Linh Trần Tử ban đầu họ thấy Linh Trần Tử không định bán thuốc thì định rời đi nhưng bây giờ sự tò mò đã giữ chân họ ở lại đây thêm nữa nhìn thấy ánh mắt của mọi người Linh Trần Tử giả vờ ra vẻ nói được nếu thiếu chủ Lâm có tâm muốn thỉnh giáo thì tại hạ biết gì nói đó xin cứ hỏi được kẻ lừa gạt bản lĩnh ra vẻ cũng khá lắm lâm thanh diện nói trước mặt linh trần tử rồi quay về phía mọi người tôi nghe nói đàn dược của ông rất lợi hại có thể chữa khỏi bệnh lần này lại còn có tác dụng suốt đời đúng không tên nhóc này quả nhiên đến để gây chuyện linh trần tử nghĩ thầm nhưng trước mặt bao nhiêu người nếu ông ta thừa nhận cố bản hoàn của mình thực ra không có chút tác dụng nào thì danh tiếng sẽ hoàn toàn mất hết đúng Cố bản hoàn của lão phu được làm bằng cỏ tinh hoa của đất trời, là cỏ tinh khiết trong thiên hạ, Linh Trần tử nói tiếp, để có được cỏ tinh khiết, mấy năm nay tôi đã phải đi khắp thế giới, lên vách đá, xuống vực thẳm mới thu hoạch được đấy. Người bên dưới gật đầu liên tục, xem ra cỏ tinh khiết không hổ là thuốc tiên, hái được cũng không dễ dàng. Có thể mọi người không hiểu biểu mấy về cỏ tinh khiết, công dụng chủ yếu có. Linh Trần tử nói tiếp nhưng lại bị Lâm Thanh Diện ở bên cắt ngang cỏ tinh khiết toàn thân xanh lục, môi tường sinh trưởng vô cùng khắc nghiệt. Sau khi uống vào có thể bồi bổ cơ thể, cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ, đúng là một vị thuốc tuyệt vời, có lợi ích cả đời. Lâm Thanh Diện cất lời, Linh Trần Tử nghe vậy thì vội hỏi: cậu Lâm, cậu biết về cỏ tinh khiết? Lâm Thanh Diện cười, tuy tôi không biết nhiều về y dược, nhưng thật không may, tôi đã từng được thấy cỏ tinh khiết. Ốc Linh Trần Tử gật gù, sau đó lớn tiếng nói: mọi người nghe thấy chưa? Cậu Lâm cũng đã nói rồi, cỏ tinh khiết có công hiệu như tôi nói, hiện tại mọi người không còn nghi ngờ gì nữa chứ. Điều này đủ để chứng minh người vừa nấy tới để kiếm chuyện, vu khống cho tôi. Ừm, đúng đó, Lâm Thanh Diện là cậu chủ nhà họ Lâm ở Kinh Đô, chắc chắn anh ấy sẽ không nói dối. Vậy nghĩ là cố bản hoàn thực sự rất tốt, suýt nữa chúng ta đã bị người đàn ông vừa nãy lừa rồi. Mọi người lại nhao nhao lên. Linh Trần Tử đứng trên khán đài rất đắc ý, ông ta chỉ biết công hiệu của cỏ tinh khiết qua sách cổ, dược liệu quý như vậy, ông ta đã được thấy bao giờ. Chỉ là tình cờ Lâm Thanh Diện lại nói ra công hiệu của nó, điều này với Linh Trần Tử mà nói là chuyện không gì tốt hơn. Cảm ơn cậu Lâm đã nói cho lão đạo, đáng thương cho tôi một lòng muốn tạo phúc cho chúng sinh nhưng lại bị người khác hiểu lầm, bây giờ cuối cùng mối hiểm nghi cũng được làm sáng tỏ. Linh Trần Tử nói xong, hai mắt còn có nước mắt. Diễn viên lão làng, lâm thanh diện chế nhạo có thể cho tôi xem cố bản hoàn của ông không tôi rất muốn biết thuốc được làm từ cỏ tinh khiết sẽ thế nào điều này vẻ mặt linh chân tử khó xử ông ta biết thực lực lâm thanh diện rất mạnh nếu bị anh phát hiện có chỗ sơ hở thì ông ta sẽ đi đời nhưng không đợi ông ta phản ứng động tác tay của lâm thanh diện cực kỳ anh mở hộp thuốc bên cạnh lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt cậu lâm không biết cậu có thể nhìn ra cái gì không Linh Trần Tử ở bên cạnh lo lắng hỏi dò. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, nhìn viên thuốc trong tay, tôi nói rồi, tôi không dành về y dược lắm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Linh Trần Tử thầm nói trong lòng, cho rằng mình đã may mắn thoát được một kiếp. Nhưng, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt lạnh như băng liếc qua khuôn mặt đối phương. Thuốc của ông có vấn đề. Chương 1210, tôi không ăn ảnh. Cái gì? Có vấn đề? mọi người phía dưới đều ngạc nhiên hô lên. Tình hình thay đổi quá nhanh, Linh Trần Tử cũng rất ngạc nhiên. Nước mắt nhanh chóng biến mất, Linh Trần Tử vội vàng hỏi, cố bản hoàn thì có thể có vấn đề gì? Cậu nhìn ra từ chỗ nào? Không phải cậu nói cậu không dành y thuật lắm sao? Nếu không hiểu thì đừng nói lung tung. Lâm Thanh Diện cười nhẹ, mặc dù tôi không dành về y dược lắm, nhưng tôi cũng khá có hiểu biết về cỏ tinh khiết. Cậu có hiểu biết về cỏ tinh khiết? cập nhật nhanh tại chuyên chấm Linh chân tử cao mày, lòng thâm nghĩ, sư phụ từng nói cỏ tinh khiết là báu vật của thời gian, rất hiếm có mà Lâm Thanh Diện lại nói rất quen thuộc, có phải đang lừa mình không? Vậy cậu nói xem thuốc của tôi có vấn đề gì? Linh chân tử hỏi. Lâm Thanh Diện nhìn mọi người và nói, cỏ tinh khiết quả thực là một loại thảo dược rất thân kỳ, trước đây vợ tôi bị bệnh cũng từng dùng nó. Đồng thời tôi cũng trông một ít sau vườn nhà họ Lâm ở Kinh Đô, nếu mọi người không tin thì có thể tới tham quan đương nhiên tôi sẽ lo vé máy bay khứ hồi thì ra là vậy quả nhiên nhà họ lâm ở kinh đô thật giàu có bảo vật quý hiếm như vậy lại có thể trông ở sau vườn cậu lâm đã nói vậy thì chắc chắn là thật rồi mọi người xì xào bàn tán lâm thanh diện tiếp tục nói sở dĩ tôi nói viên thuốc này có vấn đề là bởi vì viên thuốc này không được làm từ cỏ tỉnh khiết hả sao sao có thế đúng thế chẳng lẽ thuốc làm từ cỏ tinh khiết không có dáng vẻ như vậy mọi người hỏi linh trần tử bước tới hấp tấp nói cậu lâm lẽ nào cậu từng dùng thuốc được làm từ cỏ tinh khiết rồi chưa lâm thanh diện nói thật nếu chưa dùng thì sao cậu lại nói thuốc của tôi là giả linh trần tử bắt được sơ hở của lâm thanh diện rồi hỏi sau đó ông ta xoay người kích động nói với mọi người người này đang đổi trắng thay đen rõ ràng không biết gì lại giả vờ bí ẩn Nói xong ông ta nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt âm hiểm, độc ác, tôi thấy cậu không phải cậu chủ nhà họ Lâm mà chỉ là một kẻ mạo danh. Nghe Linh Trần Tử nói vậy, quân chúng bên dưới lại do dự. Ông nói, tôi không phải Lâm Thanh Diện." Lâm Thanh Diện hỏi. "Đúng, bây giờ tôi đang vô cùng nghỉ ngờ, trừ khi cậu có thể chứng minh." Linh Trần Tử nghiến răng nghiến lợi nói, "Nghĩ thâm, hiện tại là thời khắc mấu chốt liên quan đến tài phú của ông ta, ông ta không thể nhận thua được." Được tôi sẽ khiến ông tâm phục khẩu phục. Nói xong, Lâm Thanh Diện rút thẻ đen ra. Đây là cái gì? Sao trông không giống thẻ ngân hàng của tôi nhỉ? Suy, chỉ có một tấm thẻ ngân hàng mà lại nói mình là Lâm Thanh Diện, trò này trẻ con quá đấy, Linh Trần Tử nói. Ông không biết, tôi không trách ông, Lâm Thanh Diện hờ hững nói. Thẻ đen của ngân hàng thế giới không phải thứ người bình thường có thể thấy, Linh Trần Tử không biết cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đây, đây là thẻ đen của ngân hàng thế giới giữa đám đông có ai đó nói lớn ngân hàng thế giới thẻ đen mọi người kinh ngạc nhìn lại người đàn ông trung niên lúc trước nói tôi là giám đốc một ngân hàng ở thị trấn nhỏ tôi biết tấm thẻ này là thẻ đen của ngân hàng thế giới th mọi người chợt hiểu ra linh trần tử trên khán đài nói thẻ đen ngân hàng thế giới thì sao có thể chứng minh được thân phận của cậu à khi nào có thời gian Tôi cũng đi làm vài cái chơi. Nghe thấy câu này, Lâm Thanh Diện nhìn ông ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ông nói ông muốn làm thẻ đen ngân hàng thế giới, còn làm vài tấm. Lâm Thanh Diện hỏi, làm sao, cậu làm được mà tôi lại không làm được à? Linh Trần Tử không phục. Lâm Thanh Diện lắc đầu bất đắc dĩ, thậm chí cảm thấy Linh Trần Tử ngốc đến độ khá đáng yêu. Thẻ đen của ngân hàng thế giới mới phát hành 100 tấm chỉ cần có tấm thẻ này thì có thể chỉ tiêu không giới hạn ở bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới, chỉ những người giàu thực sự mới có tư cách có nói. Người đàn ông trung niên nói, Lâm Thanh Diện gật đầu với ông ấy, như vậy cũng tốt, anh đỡ phải giải thích. Chúa ơi, chi tiêu không giới hạn. Mọi người ồ lên, một thanh niên trong số đó nhìn tấm thẻ tín dụng có số tiền thấu chi 900 triệu trong tay, đột nhiên cảm thấy không còn ưa thích nữa. Thế nào, đã đủ chứng minh thân phận của tôi chưa? lâm thanh diện hỏi điều này linh trần tử cắn răng rõ ràng kế hoạch muốn đổi trắng thay đen để thoát thân của ông ta đã phá sản cậu ấy đúng là lâm thanh diện cậu chủ nhà họ lâm ở kinh đô một cô gái trẻ rơi điện thoại lên và nói nhìn xem đây là ảnh trong danh sách những người giàu có mới nhất nước euro người đầu tiên là lâm thanh diện nói xong cô gái mỉm cười nhìn lâm thanh diện mặt hơi ửng hồng không biết vì sao tôi thấy người thật còn đẹp hơn trong ảnh đó là bởi vì tôi không ăn ảnh. Lâm Thanh Diện thản nhiên giải thích. Giờ đây, thân phận Lâm Thanh Diện đã không còn cần phải nghi ngờ nữa, Linh Trần Tử cũng không có cớ gì để đảo ngược đúng sai. Tiếp theo, tôi sẽ nói tới vấn đề cố bản hoàn của ông. Lâm Thanh Diện nhìn Linh Trần Tử nói. Vậy cậu nói đi, có vấn đề gì? Linh Trần Tử hỏi, cậu còn chưa từng thấy thuốc được làm từ cỏ tinh khiết, sao lại nói có vấn đề? cho dù cậu là lâm thanh diện thì cũng không thể nói lung tung với bẩn sự trong sạch của tôi lâm thanh diện nhìn ông ta với vẻ khinh miệt cầm viên thuốc trong tay lên cỏ tỉnh khiết toàn thân đều là màu xanh lục cho dù hòa cùng bất kỳ loại thảo dược nào cũng không thể giấu được màu xanh lục của nó lâm thanh diện nói vậy là có căn cứ trước đây anh dùng loại đá mài đắt tiền để nhìn cỏ tinh khiết ngay chính bản thân viên đá mài cũng hấp thụ màu xanh lục của cỏ tinh khiết mọi người nhìn viên thuốc này đi nó màu vàng nhạt không có chút màu xanh nào trong đây sao có thể chứa cỏ tinh khiết được lâm thanh diện nói đúng thế lâm thanh diện nói đúng đúng là không có màu xanh lá uống vào có vị hơi ngọt thôi mọi người phụ họa theo lâm thanh diện cười nói uống vào có vị hơi ngọt là bởi vì có trộn một ít mật ong mật ong tất cả mọi người đều chú mắt thậm chí có người còn tức giận nói mẹ nó ông đây bỏ ra mấy triệu chỉ để mua một viên mật ong nho nhỏ này linh trần tử ông phải cho chúng tôi một lời giải thích đúng cho chúng tôi một lời giải thích linh trần tử thấy tình hình càng lúc càng mất kiểm soát ông ta cắn răng đấu tranh cậu dám nói thuốc của tôi là mật ong không có cỏ tinh khiết tại sao sau khi mọi người uống vào đều không mắc bệnh lần này nữa mọi người nghe xong cũng cảm thấy hơi mờ mịt vì trong số họ Đúng là sau khi uống viên cố bản hoàn này vào thì không còn mắc phải căn bệnh nặng lần này nữa. Sao, các người không nói nữa à? Linh Trần Tử thấy lời mình nói có tác dụng, ông ta hét lên, lão đạo đã rất vất vả chế thuốc cho mọi người, thu 9 triệu một viên của mọi người là tiền gốc thôi, vậy mà mọi người lại nghe người ngoài nói nhăng nói cuội, từ nay về sau tôi không bán cố bản hoàn nữa? Việc này, mọi người đều tỏ vẻ khó xử, ai nấy đều rơi vào trạng thái do dự. Mọi người đừng hoảng loạn. Lâm Thanh Diện giơ tay ra hiệu, sở dĩ mọi người không nhiễm bệnh, đương nhiên không phải nhờ viên thuốc này, vậy thì vì cái gì? Bên dưới có người hỏi. Lâm Thanh Diện cười nói, rất đơn giản, nguyên nhân nằm ở chính mọi người. Chương 1211, công hội luyện kim. Chúng tôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Đúng vậy, mặc dù hôm nay tôi mới tới thị trấn nhỏ này nhưng tôi có thể cảm nhận được các biện pháp phòng hộ của mọi người đều được thực hiện rất tốt, đeo khẩu trang, khử trùng thường xuyên và giữ khoảng cách nhất định với nhau. Tôi nghĩ đây là máu chốt quan trọng của việc mọi người không mắc bệnh nữa, Lâm Thanh Diện nói. Mọi người dưới khán đài nghe vậy thì đều gật đầu. Đúng thế, chuyên gia y tế Trung Sơn đã dặn chúng tôi như vậy, ông ấy yêu cầu chúng tôi làm như thế. Ừm, nói ra thì chúng ta vẫn nên nghe lời chuyên gia. Tin những người trong lĩnh vực chuyên môn, tôi nghĩ trong thời gian ngắn, bệnh này sẽ biến mất khỏi chấn chúng ta, mọi người đều có thể bỏ khẩu giang, thoải mái hít thở không khí, Lâm Thanh Diện nói tiếp. Đúng, Lâm Thanh Diện nói đúng. Bác sĩ Trung Sơn mới là anh hùng dân tộc, chúng ta nên tin ông ấy, chứ không phải tin ông già lão đạo này. Đám đông phẫn nộ, thậm chí có người còn lao tới, đòi Linh Trần Tử trả lại tiền. Đối mặt với đám đông giận dữ dưới khán đài, Linh Trần Tử hơi hoảng sợ. 36 kế, chuôn là thượng sách, Linh Trần Tử quay đầu bỏ chạy. Audio điện tử võ tấn bền. Nhưng Lâm Thanh Diện đã sớm có chuẩn bị. Thần hồn của anh đã bao phủ toàn bộ cửa hàng thuốc nhỏ này, Linh Trần Tử như va vào bức tường, bật ngược lại. Lẽ nào ông muốn chạy trốn? Hai mắt Lâm Thanh Diện như kiếm, anh nhìn đối phương. Dưới uy thế đáng sợ, Linh Trần Tử bị ép không ngẩng đầu, thực lực hóa cảnh sơ kỳ của ông ta ở trước Lâm Thanh Diện, không có chỗ cho sự phản kháng. "Tôi, tôi trả tiền." Linh Trần Tử nói, quỳ hai chân dưới đất, sau đó rút một tấm thẻ ngân hàng màu vàng kim ra. Ông ta sở hữu tấm thẻ vàng này đủ để cho thấy mấy năm nay ông ta kiếm được rất nhiều tiền, chắc cũng đều là tiền kiếm từ những việc làm bất nghĩa. Lâm Thanh Diện đưa thẻ cho giám đốc ngân hàng vừa nãy, anh sắp xếp để ông ta phân phát tiền cho mọi người. Sau đó, lâm thanh diện bảo mọi người ra về dù sao trong thời khắc phi thường này nên ít người thì hơn đám đông giải tán nơi đây lại yên tĩnh trở lại biểu ngữ hành y cứu người đã bị giã ấm nát từ lâu linh trần tử quỳ dưới đất nước mắt lại lưng tròng bây giờ lâm thanh diện đã có lý do để tin rằng đây là cảm xúc thực sự của ông ta hết rồi kết thúc rồi tất cả của cải tích lũy bấy lâu nay đều không còn nữa lâm thanh diện chế nhạo anh không hề thương xót loại người lừa đời lấy tiếng này. Cho dù viên thuốc này của tôi được làm từ mật ong và bột mì thì sao? Ít nhất sau khi uống vào, người ta không bị làm sao, tốt hơn những loại thuốc giả kia nhiều. Linh Trần Tử nói xong thì đứng dậy. Lâm Thanh Diện, không phải cậu từ Kinh Đô tới đây chỉ để vạch trần tôi thôi đấy chứ? Tôi đắc tội cậu chỗ nào rồi? Linh Trần Tử hỏi. Ha ha, từ Kinh Đô tới đây chỉ để vạch trần ông ông cũng tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Lâm Thanh Diện nhìn ông ta, thầm nói người này bị hâm à. Tôi thấy thực lực của ông cũng không tồi, nhưng lại dở mánh khóe này, ông đúng là sự xấu hổ của giới tu luyện, Lâm Thanh Diện nói tiếp. Nếu không phải tôi học nghệ không tốt thì sao lại xảy ra chuyện này, cậu nghĩ mà xem. Linh Trần Tử nói, học nghệ không tốt. Lâm Thanh Diện nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, rõ ràng đã ở thực lực hóa cảnh rồi, đủ để cho ông có chỗ đứng ở nước Euro, sao ông lại phải làm chuyện này thực lực hóa cảnh thì có là gì linh trần tử gào lên cái gì lâm thanh diện sửng sốt anh cũng là đỉnh phong hóa cảnh thế nhưng ông lão này lại nói như vậy vốn dĩ là vậy còn gì so với nhà luyện đan thì thực lực hóa cảnh có là gì linh trần tử lại nói nhà luyện đan lâm thanh diện khế cao mày qua những lời lý mộ bạch nói lúc trước anh cũng đã biết đôi điều về các nhà luyện đan theo tôi biết ở nước C hiện nay, tài nghệ luyện đan của Dược Thần Cốc là có một không hai, nói như ông thì bọn họ còn mạnh hơn của cường giả hóa cảnh. Lâm Thanh Diện hỏi, Dược Thần Cốc, ha ha, những người ở bên đó chỉ là những nhà luyện đan cấp thấp nhất thôi, nhà luyện đan thực sự đều ở trong công hội luyện kim, công hội luyện kim. Lâm Thanh Diện lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Đúng vậy, chỉ cần là nhà luyện kim được đào tạo từ công hội luyện kim thì ai cũng lợi hại hơn cốc chủ dược thần cốc nhiều, Linh Trần Tử nói. Tôi nghi ngờ ông nói khoác. Lâm Thanh Diện khinh thường nói, nếu người của công hội luyện kim lợi hại như vậy thì sao họ không làm được cốc chủ của Dược Thần Cốc? Cậu nói gì, họ không làm được cốc chủ? Linh Trần Tử cười khẽ, đó là vì họ không thèm. Không thèm. Đúng vậy, Linh Trần Tử gật đầu, người trong công hội luyện kim chỉ cần chế được một viên đan dược đã là thần dược mà những người tu luyện đổ xô tới, dễ dàng kiếm được vài tỷ, sao phải nhốt mình trong cốc chứ? Nhàm chán, Nói đến đây, Linh Trần Tử như tìm lại được hứng thú, lấy tôi làm ví dụ đi, mặc dù vì học nghệ của tôi kém nên bị công hội luyện kim đuổi đi, nhưng nếu bảo tôi làm cốc chủ dược thần cốc, tôi cũng không làm, tôi thà kinh doanh nhỏ, kiếm được ít tiền, hưởng thụ cuộc sống, tự do tự tại. Ông gọi việc ông làm là kinh doanh, Lâm Thanh Diện phẫn nội bước lên một bước, túm lấy cổ áo ông một A. À. à, lỡ lời, lỡ lời. Linh Trần Tử vội vàng nói, nhưng những lời tôi nói đều là thật, chỉ cần người được công hội luyện kim huấn luyện ra đều có thiên phú luyện đan cực cao. Lâm Thanh Diện, tôi không bốc phét đâu, mặc dù khả năng tu luyện của cậu đứng nhất trong giới, nhưng nói về luyện đan, cậu không bằng lão đạo đâu. Nói đến đây, ông ta có vẻ hơi đắc công hội luyện kim hồ Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, có thời gian anh cũng muốn quan sát một phen. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh Diện đột nhiên đưa tay, một tay bóc cầm linh trần tử, tay còn lại nhét cố bản hoàn vào miệng đối phương. Cậu làm gì vậy? Linh chân tử hỏi. Thuốc ông làm thì ông tự uống, đây coi như sự trừng phạt dành cho ông. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Trừng phạt, Linh Trần Tử cười nói, sao có thể? Thuốc làm từ mật ong và bột mì, uống vào có thể làm sao được? Đột nhiên, Linh Trần Tử cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí nóng đang chuyển động, sau đó tấn công vào bụng dưới ông ta. Bụng dưới chợt đau không chịu được. Ôi, Lâm Thanh Diện, cậu cậu đã làm gì? linh trần tử ôm bụng đau đớn nói lâm thanh diện cười nhẹ không có gì tôi chỉ hòa chút hồn lực vào trong viên thuốc của ông thôi một tháng này e là ông phải sống trong nhà vệ sinh rồi cậu cậu tôi không nói với cậu nữa không nhịn được nữa rồi nói xong lão đạo cắn răng chịu đựng nhanh chóng chạy khỏi đây tìm một góc không người để giải quyết tiêu chảy một tháng là hình phạt rất nặng với linh trần tử nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi nhưng là một cao thủ hóa cảnh Linh Trần Tử vẫn có thể giữ được mạng mình. Trời đã tối, trên đường không một bóng người. Khách sạn Song Mộc. Lâm Thanh Diện đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường. Nếu khách sạn Song Mộc cũng đóng cửa thì e là tối nay anh sẽ phải ngủ trong xe một đêm. Ngay khi Lâm Thanh Diện định mở cửa xe thì anh chợt nhận thấy có người phía sau đang đi về phía mình. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặc vest đen đi tới. Anh là ai? Lâm Thanh Diện hỏi người đàn ông lạ mặt. Chào anh Lâm." Người đàn ông cung kính gật đầu nói, "Cô chủ nhà chúng tôi đã đợi rất lâu rồi, mời anh đi theo tôi ôn lại chuyện cũ." Chương 1212, đứng số 1 trong danh sách giàu có. "Cô chủ của anh?" Lâm Thanh Diện hơi nghi ngờ, tuy rằng lần trước anh đã từng đến thị trấn này, nhưng anh cũng không gặp người quen nào ở đây mà. Chẳng lẽ cô gái này là người phụ trách quan lĩnh ở thị trấn nhỏ này? Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng phủ định lần này trước khi đến dược thần cốc anh không nói với ba vì vậy sẽ không ai biết cô chủ các anh là ai tại sao lại bảo tôi đến đó lâm thanh diện lạnh giọng nói bây giờ anh không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa người đàn ông mặc đồ đen xấu hổ anh lâm cô chủ chúng tôi nói nếu anh không đến thì cô ấy sẽ hận anh cả đời hả bây giờ lâm thanh diện hoàn toàn không hiểu gì nữa rồi anh lâm tôi biết thực lực của anh rất mạnh chúng tôi không phải đối thủ của anh xin đừng làm khó chúng tôi người đàn ông áo đen nói lâm thanh diện nhún vai thấy đối phương không có ác ý nên anh đồng ý vậy được rồi tôi đi với anh quảng trường thứ ba khách sạn song mộc cô chủ các anh ở đây lâm thanh diện hỏi anh vốn định tới khách sạn này bây giờ thì tốt rồi xem ra còn có người quen đợi anh ở đây anh lâm mời anh theo tôi vào nói xong người đàn ông mặc đồ đen dẫn lâm thanh diện vào trong vừa vào đại sảnh nhóm lâm thanh diện nghe thấy một đôi nam nữ đang cãi nhau với nhân viên bảo vệ ở sảnh anh lâm mời anh ngồi xuống sofa lát nữa tôi sẽ đưa anh đi gặp cô chủ người đàn ông nói cứ tự nhiên lâm thanh diện thản nhiên nói người đàn ông mặc đồ đen vội đi về phía đôi nam nữ tiểu lý có chuyện gì vậy người đàn ông mặc đồ đen hỏi nhân viên bảo vệ Giám đốc Tảo Điền, hai người này nhất quyết đòi vào khách sạn chúng ta, nhưng bây giờ đang là thời kỳ bất thường, ông chủ dặn mỗi ngày chỉ nhận 20 phòng, hôm nay đã hết phòng rồi ạ." À, nhân viên bảo vệ uất ức nói. Tảo Điền gật đầu, "Tôi biết rồi, mặt cậu sao vậy?" "Tôi không cho họ vào, người đàn ông kia bèn tát tôi." Nhân viên bảo vệ hơi tủi thân. "Được rồi, ở đây hết việc của cậu rồi, cậu làm tốt lắm, về phòng nghỉ ngơi trước đi." Sau khi bảo vệ đi, Tảo Điền tới trước mặt hai người kia. Không biết vừa nãy bảo vệ chúng tôi đã nói rõ cho hai vị chưa? Nếu chưa rõ thì tôi nói lại lần nữa, chỉ tiêu hôm nay đã hết, mời hai vị về cho." Tảo Điền nói. "Mẹ nó, có biết ông là ai không mà dám nói với ông như vậy?" Người đàn ông lớn tiếng nói, vẻ mặt kiêu ngạo. "Không biết, Tảo Điền nói đúng sự thật. Ông là Trương Đông, được thị trấn các anh mời tới khảo sát đầu tư." ai biết lần này đến lại gặp phải chuyện này, thật xui xẻo. Người đàn ông nói xong thì nhổ nước bọt. Nếu anh thấy xui xẻo thì có thể lập tức rời đi, tảo điền tiếp lời người kia. Anh có thân phận gì mà dám nói với ông chủ trương như thế? Người phụ nữ bên cạnh gã cũng nhảy lên. Nói cho anh biết, ông chủ chúng tôi tới chỗ các anh đầu tư vào dự án trị giá 3.000 tỷ đấy, anh có thể chậm trễ được à? Tảo Điền nghe xong vẫn ung dung, thưa anh, mời anh chị về cho, chỗ chúng tôi kín rồi. Phác, thật là cứng đầu, Trương Đông la lớn, nếu đã đầy thì tôi chỉ cho anh một cách, đó là đuổi khách một phòng đi. Ông chủ Trương thật thông minh, cách này rất hay. Người phụ nữ vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tảo Điền, nghe thấy chưa hả? Còn không mau đuổi người, cho chúng tôi vào phòng nghỉ ngơi. Xin lỗi hai vị, mỗi vị khách trong khách sạn chúng tôi đều được đối xử như nhau, tôi không làm được việc đuổi khách Tảo Điền đáp anh có ngốc không hả? Trương Đông nghe thế thì cả giận, vừa chửi vừa đi vào trong, anh không đuổi thì tôi đuổi. Thưa anh, anh không được vào. Tảo Điền hấp tấp chặn trước mặt Trương Đông. Má nó, dám chặn được ông đây, tìm chết ai. Nói xong gã đưa tay lên định tát Tảo Điền. Đột nhiên, một bàn tay đưa ra giữa không chung, nắm lấy cổ tay Trương Đông. Lâm Thanh Diện vốn đang ngồi trên sofa, giờ đã xuất hiện ở đây vào lúc này. Mày là ai? bỏ tay ra, Trương Đông Cao mày hỏi. Loài chó như anh cũng xứng biết tên tôi. Lâm Thanh Diện tức giận, anh nhấc chân lên đạp đối phương. Giết người rồi. Giọng hét the thế của người phụ nữ bên cạnh vang lên, sức mạnh xuyên thấu của giọng nói này không đi hát thì hơi phí. Ông chủ trương, ông chủ trương, anh không sao chứ. Người phụ nữ vội vàng đến gần rồi đỡ Trương Đông dậy. Con mẹ nó, đau chết đi được. Trương Đông đau đớn nhăn mặt, trên cái bụng tròn trịa hiện rõ dấu chân, làn da đã tím tái. Thằng nhãi, mày từ đâu chui ra hả? Mày biết tao là ai không? Trương Đông vòng tay qua eo người phụ nữ, gắng gượng đứng dậy. Tôi không quan tâm anh là ai. Lâm Thanh Diện thậm chí còn không thèm nhìn gã, anh quay sang nói với Tảo Điền, có cần tôi giúp mọi người ném hai người họ ra ngoài không? Cảm ơn anh Lâm ra tay, Tảo Điền nói. Trách nhiệm công việc khiến Tảo Điền không thể dễ dàng ra tay với người khác, nếu không với sức trẻ và sức lực của mình anh rất dễ khuất phục trương đông ngay sau đó tảo điền nói với trương đông thưa anh mời hai người rời khỏi đây đi mẹ nó đá tao một cái mà còn muốn tao rời đi mơ à trương đông hung tợn nhìn chằm chằm lâm thanh diện nhưng lại không dám làm gì anh vẫn chưa đi tôi không ngại đạp thêm phát nữa đâu lâm thanh diện lạnh lùng nói được nhân viên của khách sạn các người đánh khách tôi sẽ vạch trần sự thật này Trương Đông nói. Đúng, phải vạch trần chúng người phụ nữ bên cạnh cũng phụ họa. Tảo Điền nhìn đối phương rồi tiến lên một bước, hai người hiểu lầm rồi, anh Lâm không phải nhân viên khách sạn chúng tôi, ngược lại, anh ấy là khách quý nhất của chúng tôi hôm nay. Khách quý nhất, Trương Đông lặp lại, sau đó cân nhắc cẩn thận rồi nhảy dựng lên, mày lừa tao. Chẳng phải vừa nấy mày nói chỉ tiêu hôm nay đã hết ư. Tao tận mắt nhìn thấy anh ta vào khách sạn này sau tao. Đúng thế, sao anh ta vào được mà chúng tôi lại không được? Nữ thư ký cũng gân cổ lên hét. Anh Lâm khác với hai người, anh ấy được cô chủ chúng tôi đích thân mời tới, Tảo Điền nói thật. Cô chủ cái dám gì, rõ ràng là phân biệt đối xử. Trương Đông nói xong thì khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, không phải nói mỗi ngày chỉ sắp xếp 20 phòng sao. Tôi muốn xem, nếu các người cho anh ta một phòng riêng thì tôi sẽ vạch trần cho mọi người thấy khách sạn song mộc của các người chỉ biết lừa gạt, ức hiếp người quá đáng. Đúng thế, ông chủ trương, anh nói đúng, chúng ta phải ở đây chờ xem. Nữ thư ký tức giận nói. Nghe xong lời này, Lâm Thanh Diện cao mày, quay đầu nhìn Tảo Điền, nếu là vậy thì tôi đi trước, ngủ trong xe một đêm cũng không thành vấn đề, để anh đỡ phải khó xử. Không được, anh Lâm, nếu bây giờ anh đi thì chắc chắn cô chủ sẽ không tha cho tôi, Tảo Điền lật đật nói. Sau đó anh ấy nhìn hai người trương đông, mọi người yên tâm, trước nay khách sạn chúng tôi vẫn luôn giữ uy tín, một ngày 20 phòng là 20 phòng, sẽ không thêm phòng. Vậy tôi muốn xem xem mấy người làm thế nào, hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích thì ông đây không đi. Trương Đông khinh miệt nói. Tảo Điền tới trước mặt Trương Đông rồi trầm giọng nói, anh Lâm tối nay sẽ ở phòng của cô chủ chúng tôi. Trương 1213, người quen cũ. Hả? Lâm Thanh Diện nghe thấy câu này cũng sướng sở mất hai giây ở cùng phòng với cô chủ, cô chủ này là ai? Ở cùng phòng cô chủ các anh. Ha ha, tôi hiểu rồi, thì ra anh ta là vịt cô chủ các anh nuôi, Trương Đông khinh thường. Lâm Thanh Diện hơi nhíu mày, giữ cái miệng cho sạch. Không phải sao, tôi đoán cô chủ chắc chắn là một người xấu đau xấu đớn, nếu không tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Trương Đông nói. Đúng, chắc chắn là xấu đau xấu đớn nên mới tìm tên nhãi này để nuôi bên mình, nữ thư ký cũng hùa theo. Không đợi Lâm Thanh Diện nổi giận, Tào Điền đã xông lên, "Mày dám sỉ nhục cô chủ tao?" "Phắc, chỉ một khách sạn nhỏ thôi mà, nếu ông đây có hứng thì mở 10 cái cũng không khó." Trương Đông xem thường nói. "Chỉ một khách sạn ở trấn nhỏ thôi, Trương Đông không nghĩ sẽ có gì đặc biệt, cũng không coi chủ nhân khách sạn này ra gì." "Đúng thế, ông chủ Trương của chúng tôi nằm trong danh sách những người giàu có của nước C, một khách sạn quèn thôi có gì mà khoe?" Nữ thư ký khinh bỉ Danh sách những người giàu có. Lâm Thanh Diện ở bên cạnh mỉm cười khẽ, xin hỏi ông chủ Trương xếp thứ bao nhiêu trong danh sách đó? Không nhiều, hơn 400, giá trị tài sản hơn 3 tỷ thôi, nhưng cũng đã là mức mà người như anh cả đời cũng không thể đạt tới, Trương Đông cao ngạo trả lời. Xếp thứ hơn 400 mà đã kiêu ngạo như vậy? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Sao, nghe mày nói có vẻ rất xem thường người có tên trong danh sách nhỉ? Trương Đông bật cười. Nữ thư ký chế nhạo, trông anh ta thế này, chắc còn chẳng biết danh sách nhà giàu là gì. Lâm Thanh Diện không giận mà còn cười, chỉ nói đơn giản, tôi cũng để ý danh sách nhà giàu lắm, nhưng hẳn là xếp hạng cao hơn anh một chút. Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ huynh hoang thật, bốc phét không cần phải suy nghĩ, Trương Đông khinh thường. Gã quan sát Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, thấy mặc dù quần áo Lâm Thanh Diện khá đẹp nhưng không phải hàng đắt tiền, hơn nữa anh mới chỉ ngoài 20, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Lâm Thanh Diện hờ hững nhìn đối phương, bốc phét, còn không cân suy nghĩ. Hả, Trương Đông nhất thời nghẹn họng không nói nên lời, dường như lời Lâm Thanh Diện nói cũng không có gì sai. Suy, bớt nói nhảm, có bản lĩnh thì cho chúng tôi xem đi, nữ thư ký ở bên cạnh nói, cô ta cũng nghĩ người thanh niên trước mặt đang khoác lác. Lâm Thanh Diện, Kinh Đô. Lâm Thanh Diện chỉ nói năm chữ đơn giản, mắt trương đông trợn to không thể tin được nhà họ lâm ở kinh đô đây là cái tên vang danh khắp nước c này người làm ăn như trương đông chắc chắn sẽ biết cái gì mà lâm thanh diện ở kinh đô nói phét giỏi đấy nữ thư ký khinh thường chát một tiếng tát giòn tan trương đông phẫn nộ nói không biết gì thì đừng có nói anh ta là lâm thanh diện đấy nữ thư ký xứng sờ dù sao trước kia cô ta cũng là một mỹ nhân vì có sắc đẹp nên mới được Trương Đông để ý. Vì vậy cô ta không hiểu biết nhiều về chuyện trên thương trường. Thế nào, chẳng lẽ tôi nói sai? Anh xếp thứ hơn 400 trong bảng những người giàu có, lẽ nào nhà họ Lâm ở Kinh Đô lại hơn cả anh? Nữ thư ký ôm mặt bị tát sưng vù hỏi. Đương nhiên là hơn rồi. Trương Đông đáp, tôi trong mắt nhà họ Lâm còn chẳng bằng con kiến, họ là người đứng đầu trong bảng xếp hạng. Trương Đông nói lớn, cái gì, đứng đầu, nữ thư ký không thể tin được. Anh, anh Lâm, tôi mắt chó không thấy Thái Sơn, anh rộng lượng hãy tha thứ cho tôi, Trương Đông lập tức nói. Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói, không sao, anh không biết tôi, tôi cũng không trách anh, nhưng vừa anh đánh người là anh không đúng. Anh dậy phải, tôi đáng chết, tôi nhận sai, tôi sẽ đền 900 triệu cho nhân viên bảo vệ vừa nãy, anh thấy đã đủ chưa? Trương Đông nói ngay, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hôm nay ra ngoài có vẻ không may, không ngờ lại đắc tội Lâm Thanh Diện. Nếu thái độ nhận lỗi của mình không tốt, Lâm Thanh Diện có thể khiến mình khuynh ra bại sản trong vòng một phút. Anh thấy sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn gã. Tôi, tôi cũng không biết. Trương Đông cắn răng nhỏ giọng nói. Một cái tát 900 triệu đã là nhiều rồi. Vừa nấy anh đánh nhân viên đó, mất tiền công làm việc, tiền bồi bổ, tiền tổn hại tinh thần, tôi nghĩ cũng gần 3 tỷ. Hơn nữa vừa nấy anh làm ẩm ở đây, quấy dày sự yên tĩnh của khách sạn này bỏ 3 tỷ chín ra để bồi thường anh thấy có quá đáng không lâm thanh diện nhẹ giọng nói cái gì bỏ 3 tỷ chín mươi hai trương đông đau lòng tát một cái mất 3 tỷ chín đây chắc chắn là thương vụ tồi tệ nhất mà gã từng làm có vấn đề gì không lâm thanh diện lạnh giọng hỏi không ạ à, cứ làm theo lời anh lâm nói đi ạ à. trương đông vội nói gã lấy thẻ ngân hàng ra chuyển cho Tảo Điền 3 tỷ 9. Được rồi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa, hai người mau cút đi cho tôi. Lâm Thanh Diện nói xong thì quay người, lười phải nhìn họ thêm. Trương Đông gật đầu đồng ý, kéo nữ thư ký đi ra cửa. Đúng lúc này, trên lầu có tiếng bước chân. Đợi đái, một giọng nữ vang lên. Trương Đông và nữ thư ký cùng nhìn lại. Trên cầu thang, một người phụ nữ trẻ đang nhìn về phía họ sao trên đời lại có cô gái đẹp như vậy trương đông thầm nghĩ so với người phụ nữ trên cầu thang nữ thư ký bên cạnh gã chỉ là cặn bã lâm thanh diện cũng ngước lên nhìn người con gái trên cầu thang khóe miệng anh bất giác nở nụ cười lương cung nhạn xương thì ra là cô lương cung nhạn xương từ trên cầu thang bước xuống cô ta chỉ nhìn một mình lâm thanh diện chờ đợi đã lâu bây giờ người đàn ông này đã đứng trước mặt mình Lương cung nhạn xương đè nén cảm xúc của mình, lạnh lùng nhìn đám người triệu dung, vừa nãy các người nói ai xấu đau xấu đớn. Lâm thanh diện thầm cười trong lòng. Quả nhiên phụ nữ vẫn luôn quan tâm nhất đến việc người khác đánh giá ngoại hình của mình như thế nào, chưa kể lương cung nhạn xương còn lại một mỹ nữ. Cô là, Trương Đông hỏi, tôi là bà chủ của khách sạn này, lương cung nhạn xương. Lương cung nhạn xương, Trương Đông nghe thấy cái tên này thì hít vào một hơi khí lạnh chật, không phải chỉ là người của đảo quốc thôi sao, có gì mà đắc ý chứ? Nữ thư ký khinh thường. Nhìn thấy lương cung nhạn xương dù là ngoại hình hay khí chất đều hơn mình rất nhiều, đương nhiên trong lòng nữ thư ký sẽ có ý thủ địch, thầm nói không đắc tội được với lâm thanh diện thì chẳng nhẽ mình còn không đắc tội nổi bà chủ khách sạn này. Chát, Trương Đông lại tát nữ thư ký một phát nữa. Cô ta hoàn toàn xứng sở. Trương 1214, rốt cuộc cũng đợi được anh. Mẹ nó, ông đây sao lại kiếm một thư ký như cô, từ lúc nhà họ thượng Sam lụi tàn, gia tộc Lương Cung đã là gia tộc lớn nhất đảo quốc, cô biết cái giống gì? Trương Đông lớn tiếng măng mỏ. Cái gì, gia tộc đứng đầu đảo quốc, nữ thư ký hoàn toàn sững sờ. Hôm nay sao vậy nhỉ, một bên là gia tộc lớn nhất hoa hạ, một bên là gia tộc lớn nhất đảo quốc, cô ta đã làm mít lòng cả rồi. Mau xin lỗi vị tiểu thư lương cung này, Trương Đông nói. Nữ thư ký cúi đầu, tôi, tôi sai rồi, tôi không biết cô là tiểu thư miyamoto sau này tôi sẽ không dám nữa lương cung nhạn sương mất kiên nhẫn nói nếu không phải lâm thanh diện ở sảnh lớn tôi cũng chẳng buôn gặp mấy người có điều trước đó các người đã xúc phạm tôi vậy tất nhiên phải trả giá nói xong lương cung nhạn sương lập tức gọi một cuộc điện thoại trưởng thôn phương tôi là lương cung nhạn sương nghe nói thôn ta mời người đến đầu tư nhỉ đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên hóa ra là cô Lương Cung, thật không ngờ cô lại gọi điện cho tôi, chuyện cô nói đúng là có thật, chúng tôi đã mời ông chủ trương đến đầu tư, chắc hai bữa nay đã đến rồi. Hạng mục này đầu tư khoảng bao nhiêu? Lương Cung nhạn xương hỏi. Ước chừng 3.000 tỷ đấy. Trưởng thôn phương nói. 3.000 tỷ, cũng chẳng bao nhiêu. Lương Cung nhạn xương cười, nói trưởng thôn phương, tôi sẽ nhận hạng mục này, 4.500 tỷ, tiên mặt. Cô Lương Cung nhạn xương, cô cô nói thật sao? Vậy thì thật tốt quá, tôi sẽ từ chối ông chủ trương. Được, chuyện này cứ quyết vậy nhé, ngày mai 4.500 tỷ sẽ được chuyển đến. Nói xong, lương cung nhạn xương lập tức cúp máy. Trương Đông và nữ thư ký chết lặng, chỉ vì hôm nay làm ra chuyện như vậy mà hạng mục này đã lập tức tan thành mây khói. Bây giờ các người đi được rồi, tôi không hy vọng lại trông thấy các người nữa. Lương cung nhạn xương nói xong, không buồn nhìn hai người họ chỉ xoay đầu cười với lâm thanh diện đang ở một bên đói rồi đúng không mau lên lâu thôi tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi anh không biết là tôi có nhiều chuyện hay muốn kể cho anh thế nào đâu nói xong cô ta lập tức tiến lên khoác tay lâm thanh diện rồi lên lầu trương đông ở bên sững sờ vừa nãy còn là một lương cung nhạn xương lạnh lùng vậy mà lại dịu dàng như nước đối với lâm thanh diện quả nhiên khác biệt giữa người với người lớn thật được rồi Nhạn xương, cô có thể bỏ tay xuống rồi đó. Đến cửa phòng ở tầng cao nhất, Lâm Thanh diện gỡ tay của đổi phương khỏi người anh. Sao nào, có vậy cũng không được sao? Lương Cung Nhạn xương nói, có vẻ đáng thương. Cô cũng biết đấy, tôi. Tôi biết, anh đã có vợ, có thể đừng nhắc lại nữa không? Nói xong, Lương Cung Nhạn xương nhanh chóng mở cửa phòng. Các món ăn hấp dẫn được đặt trên một bàn ăn kiểu Tây cầu kỳ, vừa nhìn là biết dụng tâm chuẩn bị. Hiện giờ là khoảng thời gian đặc biệt, những nguyên liệu này đều được vận chuyển bằng máy bay từ đảo quốc đến, cũng không biết có hợp khẩu vị của anh không, Lương Cung Nhạn Sương nói. Vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn nhé, tôi không sành ăn lắm đâu, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng nói, đúng rồi, trước đây không phải cô ở đảo quốc sao? Sao bây giờ lại ở đây, còn nữa, ở đây bị bệnh là thế nào? Lâm Thanh Diện hỏi. Lương Cung Nhạn Sương cười nói, Lâm Thanh Diện, anh hỏi một lúc nhiều vậy anh muốn tôi trả lời câu nào trước đây? Vậy cô cứ trả lời từng câu đi. Lâm Thanh Diện cười nói, nhấp một ngụm rượu vang. Lương Cung Nhạn Sương cũng cầm ly lên, sau đó cười nói, anh thì hay rồi, lần trước sau khi rời khỏi đảo quốc thì vứt tôi lại cho lão tử, sao nào, cảm thấy tôi và Thượng Sam Tinh Vũ rất phiền phức hả? Làm gì có, tôi nghĩ hai người tài năng thiên phú, nên mới để từ thần dẫn dắt hai người, Lâm Thanh Diện vội nói, ăn một miếng sushi để chữa ngượng lương cung nhạn sương tươi cười bỏ đi ai bảo tính tình tôi dịu dàng tha cho anh chuyện lần trước vậy có điều nói thật thì tôi phải cảm ơn anh đã để tôi lại học nghề chỗ lão từ thật không xem ra gần đây cô đã tiến bộ nhiều rồi hả lâm thanh diện cười hỏi cũng tạm thôi đang trong giai đoạn nội tại mà lương cung nhạn sương nói vẻ mặt tỏ ý muốn được khen ngợi mấy tháng ngắn ngủi mà đã đến giai đoạn nội kinh là giỏi lắm rồi lâm thanh diện nói như thật tuy nhiên tài năng thiên bẩm thế này so với anh thực ra còn kém lắm. Hứ, đương nhiên rồi, không thể so được với quái kiệt như anh, có điều lão tử cũng đã nói, chỉ cần tôi luyện tập đàng hoàng, chưa đến mấy năm, không chừng có thể vào hóa cảnh, lương cung nhạn xương nói. Lâm thanh diện gật đầu, ban đầu anh cũng nhìn ra tài năng thiên bẩm của lương cung nhạn xương, nên mới giới thiệu với tử thần. Biết vì sao tôi ở đây không? Lương cung nhạn xương hỏi lâm thanh diện nhún vai tôi không biết sao cô lại xuất hiện ở đây thực sự chuyện này rất kỳ lạ còn không phải vì anh sao lương cùng nhạn sương bĩu môi nói nếu không tôi sẽ chẳng đến cái thị thôn nhỏ này đợi anh đợi tôi lam thanh diện khó tin đúng vậy ai bảo tôi lưu luyến không quên anh luôn nhớ anh chứ lương cùng nhạn sương nói sao nào nghe tôi nói vậy có phải trong lòng anh mừng thầm không hai cô càng nói tôi càng không hiểu Lâm Thanh Diện vội uống ngụm rượu, sao cô biết tôi sẽ xuất hiện ở thị thôn nhỏ này, nếu tôi không đến, không phải cô đợi uổng công rồi sao? Từ Thần nói đó. Từ Thần, sao ông ta lại biết được? Lâm Thanh Diện khó hiểu nói. Chắc là Quý Trường Thanh nói với ông ta, Lương Cung Nhạn Sương nói tiếp, Từ Thần biết tôi ngày đêm nhung nhớ anh, nên nói, anh có thể sẽ về dược thần cốc, vậy nên mới bảo tôi đợi anh ở đây. Lâm Thanh Diện cẩn thận ngẫm nghĩ. Biết được sơ sơ vì sao từ thần lại nắm rõ vậy. Không cần nói, chắc là mấy hôm trước, sau khi Lý Mộ Bạch về thần điện nói việc này cho Lâm Thanh Diện, Quý Trường Thanh đã nói lại cho từ thần. Sau khi tôi đến đây, đã ưng cái khách sạn này, nên lập tức mua lại để chờ anh, Lương Cung Nhạn Sương nói. Ba cây trụm lại nên hòn núi cao, lúc này xem như Lâm Thanh Diện mới hiểu rõ toàn bộ. Không ngờ, Lương Cung Nhạn Sương lại đối với anh sâu đậm thế này có điều lâm thanh diện đã hạ quyết tâm đời này nhất định không phản bội hứa bích hoài chỉ có thể nói lương cung nhạn xương đã chậm chân rồi vậy bệnh dịch lần này cô đã biết gì chưa lâm thanh diện chuyển chủ đề lần trước khi tôi đến đây chỗ này không như bây giờ nói đến đây lương cung nhạn xương cũng cao mày bệnh dịch lần này rất kỳ lạ nghe nói mấy hôm trước đột nhiên bùng phát hơn nữa còn lây lan nhanh tôi luôn nghi ngờ nghi ngờ điều gì lâm thanh diện hỏi tôi nghi ngờ trận dịch này là do người làm lương cung nhạn sương nói người làm lâm thanh diện cau chặt mày nếu thật sự như vậy thế thì người này cũng hiểm ác quá rồi thật ra cô nói cũng đúng nơi này gần dược thần cốc linh khí dồi dào theo lý mà nói nơi đây sẽ không bùng phát dịch bệnh thế này lâm thanh diện nói lương cung nhạn sương gật đầu sau đó cười nói dù sao chuyện này cũng không thuộc trách nhiệm của tôi tôi chỉ cần đợi được anh thôi Lâm Thanh Diện cười bất lực, nếu cô không đợi được tôi, hoặc là tôi không hề ở cái thôn này thì sao? Vậy, tôi cứ đợi tiếp thôi. Lương Cung Nhạn Sương cúi đầu nói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chương 1215, chuyện này để tôi xử lý. Lâm Thanh Diện nhìn Lương Cung Nhạn Sương có vẻ xấu hổ trước mặt. Thật khó tưởng tượng, lần đầu anh gặp cô gái đảo quốc này, cô ta đây vẻ kiêu ngạo, còn có mấy bức ảnh nóng bỏng trên điện thoại những điều này đều đối lập với lương cung nhạn sương hiện tại theo lâm thanh diện tất cả mọi thay đổi bắt đầu từ khi anh bị công tôn thắng đánh trọng thương hai người lưu lạc đến nhà một ngư dân khoảng thời gian đó có thể nói lương cung nhạn sương thay tâm đổi tính săn sóc lâm thanh diện hết lòng hết dạ ngay chính lâm thanh diện cũng cảm động vì cô gái này nếu lúc đầu người anh gặp trước là cô ta có lẽ nghĩ đến đây lâm thanh diện cũng giật mình anh vội lấy tấm hình lúc sắp đi hứa bích hoài đã đưa cho mình ra nhìn thấy hứa bích hoài và nặc nặc trong hình lâm thanh diện bất giác mỉm cười đây là gì vậy cho tôi xem nào lương cung nhạn sương hỏi lâm thanh diện nhìn hai mẹ con trong hình cười nói đây là hình bích hoài và con gái tôi vừa nói xong chợt cảm nhận được một làn hương thoáng qua mũi lâm thanh diện vội xoay đầu suyệt chút hộp máu không biết từ khi nào lương cung nhạn sương đã đứng sau lâm thanh diện Lúc này, tư thế cô ta hơi mập mờ, không người, chỗ khiêu khích người ta kia như có như không cọ vào vai Lâm Thanh Diện, gò má chỉ cách Lâm Thanh Diện không tới vài phân. Nếu không phải Lâm Thanh Diện phản xạ nhanh, thì cái xoay đầu vừa nãy e là sẽ hôn ngay chóc. Cô định, Lâm Thanh Diện mau chóng tránh sang bên. Thật là một cô gái đáng yêu. Lương Cung nhạn xương nhìn tấm hình trong tay Lâm Thanh Diện, trong mắt cô ta đầy thích thú, đồng thời cũng xen chút ghen ti. Có thể cho tôi xem chút không? Lương Cung Nhạn Sương hỏi. Nói xong, cô ta đã duỗi tay ra, định giật tấm hình trong tay Lâm Thanh Diện. Phản xạ của Lâm Thanh Diện nhanh cỡ nào, anh thuận thế cất đi, hoàn toàn tránh thoát. Trong mắt anh có vẻ phiền chán, đương nhiên, anh rất không vừa ý với hành động này của Lương Cung Nhạn Sương. Sao chứ, xem chút cũng không được hả? Lương Cung Nhạn Sương hỏi, cô ta bĩu môi, nhìn có vẻ tủi thân. Lần này tôi ra ngoài, đây là vật quan trọng nhất với tôi chỉ khi cầm trên tay tôi mới an toàn nhất, bất kỳ ai cũng không thể lấy nó đi, xin thứ lỗi. Lâm Thanh Diện nói với giọng lạnh lùng. Không ngờ anh nhỏ nhen như vậy, chẳng qua tôi chỉ muốn xem coi nặc nặc giống anh nhiều hơn hay giống hứa bích hoài nhiều hơn thôi, Lương Cung Nhạn xương nói. Lâm Thanh Diện cẩn thận từng ly từng tí cất tấm hình vào bóp xin lỗi. Tôi đã nói tấm hình này rất quan trọng với tôi, sau này có cơ hội, tôi có thể dẫn cô đi gặp nặc nặc, con bé thật sự rất đáng yêu. Lương Cung Nhạn Sương gật đầu, lặng lẽ đến một bên, uống cạn rượu vang trong ly. "Lâm Thanh Diệt, anh biết vì sao tôi thích anh không?" Đột nhiên Lương Cung Nhạn Sương hỏi. "Suy nghĩ của cô sao tôi biết được chứ?" Lâm Thanh Diệt thuận miệng nói. Lương Cung Nhạn Sương cười khổ, "Đương nhiên anh sẽ không hiểu, ban đầu, thực ra tôi định trêu đùa anh, xem coi rốt cuộc anh có gì khác những người đàn ông kia, không ngờ, anh một lòng một giả với Hứa Bích Hoài, điều này khiến tôi rất kinh ngạc." trước đây tôi đã từng gặp rất nhiều người đàn ông nhưng không có người nào như anh vậy tôi cũng không biết vì sao lại đối với anh nói đến đây trong mắt lương cung nhạn xương lộ vẻ bi ai có điều cô ta nhanh chóng mỉm cười bỏ đi hiện giờ nói những chuyện này cũng vô nghĩa ít nhất hiện giờ anh đang ở cùng tôi đây nhỉ tình tiết chuyển biến nhanh thế này khiến lâm thanh diện hơi bất lực vội chuyển chủ đề đúng rồi thượng sam tinh vũ đâu không phải cô ta ở cùng cô sao Lương cung nhạn xương liếc xéo lâm thanh diện, sao nào? Một người đẹp như tôi ở bên anh không đủ, còn nhớ đến người khác. Lúc nãy tôi còn nói anh trung thủy đó. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thử. Lam thanh diện trả lời, tự nhủ, dù tôi trung thủy, cũng chỉ trung thủy với mình bích hoài. Được rồi, tình vũ đi làm chút chuyện, lát nữa là về tới, lương cung nhạn xương cười, nói. Làm việc, làm việc gì vậy? lẽ nào anh thật sự nghĩ là tôi không quan tâm lần dịch bệnh này sao lương cung nhạn sương nói hai ngày nay tôi đã bảo tinh vũ đi điều tra tôi muốn thử xem suy đoán của mình có đúng không cô nói cô hoài nghi có người cố ý lây lan đúng chứ lâm thanh diện nói lương cung nhạn sương gật đầu biểu cảm nghiêm túc anh biết công hội luyện kim công hội luyện kim không công hội luyện kim lâm thanh diện nhíu mày mới hôm nay anh vừa biết đến tổ chức này từ miệng Linh Trần Tử, không ngờ Lương cung nhạn sương cũng biết. "Không sai, tôi nghe nói hôm nay anh đã vạch trần âm mưu của Linh Trần Tử, đúng chứ?" Lương cung nhạn sương hỏi. "Quả nhiên, cái thôn này nhỏ thật, tin tức gì cũng chỉ trong một ngày đã truyền đi cả." Cô nói, "Linh Trần Tử là người của công hội luyện kim." Lâm Thanh diện mỉm cười, nói, "Không thể nào, nếu đúng là vậy, ông ta cũng sẽ không làm thuốc giả lừa người." Cuống hồ chính miệng ông ta nói ông ta đã bị đuổi khỏi công hội luyện kim công hội luyện kim từ lâu lâm thanh diện nói nhưng lương cung nhạn sương nói tiếp ông ta còn có sư phụ sư phụ đúng vậy lương cung nhạn sương khẳng định tuy linh trần tử không phải người của công hội luyện kim nhưng sư phụ ông ta thì ngược lại cô nghĩ ngờ là sư phụ của ông a dở cho lâm thanh diện nhíu mày nếu đúng là vậy người sư phụ này của linh trần tử thật đáng chết mà vì vậy, hai hôm nay, tỉnh Vũ cứ điều tra suốt, có điều không biết có tra được gì không, Lương Cung nhạn xương nói. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, ngoài cửa có tiếng chân nhẹ nhàng. Lâm Thanh Diện công tử, là anh hả? Cửa phòng mở ra, Lâm Thanh Diện nhìn thấy một cô gái mặt mũi điềm đạm. Mấy ngày không gặp, Thượng Sam Tinh Vũ đã càng xinh đẹp tuyệt trần hơn, dường như tính cách cũng hoạt bát hơn. Công tử, quả nhiên anh đã đến, rốt cuộc cũng không uổng công lương cung tiểu thư chờ đợi, được như ý nguyện rồi, thượng Sam Tinh Vũ nói. Nét mặt lương cung nhạn xương phiếm hồng, xuyệt cô ta, còn nói tôi nữa, không phải cô cũng vậy sao, mỗi tối trở về đều hỏi Lâm Thanh Diện có đến không. Tâm tư bị vạch trần, thượng Sam Tinh Vũ cũng hơi ngại ngùng. Lâm Thanh Diện bất lực lắc đầu, kiểu phiền não vui vẻ này, bản thân anh không có phúc hưởng. Được rồi, Tinh Vũ, nói chuyện chính trước đi. Lương Cung Nhạn Sương nói: "Hôm nay có thu hoạch gì không?" "Vẫn không có, nhưng cũng không thể nói là công cốc." Thượng Sam Tinh Vũ nói: "Tôi đã biết được, vị sư phụ kia của Linh Trần tử tên là Trần Minh Thu, gần đây ông ta đúng là có xuất hiện ở thôn chúng ta, có điều, hành tung của ông ta bí mật, dù tôi đã huy động người của khách sạn nhưng vẫn không tìm được ông ta." "Thật sao?" Lương Cung Nhạn Sương cũng cũng hơi tức tối, hay là tôi lập tức điều thêm mấy người từ đảo quốc đến nhỉ? dù gì đông người làm việc hiệu quả hơn nhưng hiện giờ là thời điểm đặc biệt e là người của đảo quốc không đến được thượng sam tỉnh vũ nói thấy hai người khó nghĩ lâm thanh diện đứng dậy cười cười đến trước mặt họ chuyện này đã có tôi lâm thanh diện nói công tử anh có thể làm được sao tôi đã điều tra mấy ngày rồi cái tên trần minh thu này quá gian xảo ai cũng không biết ông ta ở đâu thượng sam tinh vũ nói lâm thanh diện khẽ cười người khác không biết lẽ nào đồ đệ của ông ta cũng không biết sao. chương 1216 chương 1216 người ta đợi chính là hắn. Đồ đệ, anh nói là Linh Trần Tử, Thượng Sam Linh Vũ bừng tỉnh nạo ộ. Sao tôi không nghĩ đến nhỉ, công tử, anh đúng là thông minh thật. Lâm Thanh Diện cười khẽ, trong mắt vụt qua sát khí. Nếu kẻ tên Trần Minh Thu này, đúng thật đã làm ra chuyện thất đức như vậy, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Lâm Thanh Diện nói: Khoan đã. Lúc này Lương Cùng Nhạn Sương đứng dậy nói: Các người nói nhiều như vậy, vậy tên Linh Trần Tử này ở đâu? Các người biết không? Tôi lập tức tìm hắn. Thượng Sam Tinh Vũ nhanh chóng nói: Không cần đâu. Lâm Thanh Diện cười tự tin, yên tâm, tôi sẽ tìm ra ông ta nhanh thôi. Lương Cung Nhạn Sương nhìn Lâm Thanh Diện tự tin ngút trời, nếu đổi lại là người khác, vậy Lương Cung Nhạn Sương nhất định sẽ cho rằng anh ta đang khoác lác nhưng câu này do Lâm Thanh Diện nói ra, không biết tại sao trong lòng Lương Cung Nhạn Sương lại tin tưởng vô điều kiện. Có lẽ đây gọi là tính cách thu hút. Ra khỏi khách sạn, Lâm Thanh Diện ngước mắt nhìn biển hiệu phía trên. Song Mộc Thành Lâm sao? Xem ra Lương Cung Nhạn Sương vẫn thật tình sâu nghĩa nặng. Sao câu này mang ý trong tiếng Trung hai chữ mộc ghép thành chữ Lâm Nam chính họ Lâm ý chỉ Lương Cung vẫn luôn yêu Nam chính. Bước chân trên con đường thanh thang lâm thanh diện nhắm mắt phát tán thần hồn chỉ lực thực lực hóa cảnh đỉnh cao tuy linh lực không tài nào bao trùm cả thôn này nhưng lâm thanh diện tự có cách mới lúc chiều trong đan dược mà lâm thanh diện cho linh trần tử có chứa chút linh khí của anh mà lâm thanh diện đã thức tỉnh thân hồn đương nhiên có thể đủ để theo dõi linh khí của bản thân dù chỉ có một chút khí tức anh cũng có thể nhanh chóng bắt được mở mắt khóe môi lâm thanh diện đượm ý cười đi về hướng chính mình suy đoán được trong nhà vệ sinh công cộng, Linh Trần Tử cau mày ôm chặt bụng, bước ra. Bà nội nó, tiêu chảy quá trời. Thằng ô e kia lại đáng gờm thế nhỉ. Chưa đi được hai bước, Linh Trần Tử chỉ cảm thấy bụng lại nhộn nhạo, lại bắt đầu lên cơn đau. Không ổn rồi, không ổn rồi. Nói xong, anh ta lại quay vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, Linh Trần Tử lại bước ra. Đáng chết, thuốc mình chế không có tác dụng, xem ra phải tìm sư phụ để ông già đó ra tay rồi. Nói xong, Linh Trần Tử cúi đầu, đi về trước. Ui ra, trong màn đêm, Linh Trần Tử đâm xâm vào một người. Chết tiệt, mẹ nó, kẻ nào không có mắt vậy, muốn chết hả? Linh Trần Tử chửi âm lên. Ông nói xem, ai muốn chết? Trong bóng tối, giọng nói lâm thanh diện lạnh lùng lạ thường. Ủa, giọng nói này, sao lại quen thế nhỉ? Linh Trần Tử lẩm bẩm, trợn trừng mắt, nhìn người đối diện. Vừa nhìn rõ, suýt chút ông ta đã đi ra quần. Sao, sao lại là anh? Linh Trần Tử bị dọa cho vội thoái lui mấy bước, cảnh giác nhìn Lâm Thanh Diện. Không phải sợ. Lâm Thanh Diện diêu cợt, sao rồi? Cảm giác bị tiêu chảy cũng được chứ anh, anh muốn làm gì? Không phải đã chừng trị tôi rồi sao? Lẽ nào, anh còn muốn dạy dỗ tôi? Linh Trần Tử căng thẳng nói. Ông ta cố gắng gồng cơ hoành, nếu không thật sẽ xón ra quần đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi ông, ông có muốn khỏi ngay lập tức không thôi. đương nhiên là muốn. Linh Trần Tử tuổi thân muốn rơi nước mắt, cảm giác này thực khó chịu quá. Nếu muốn, vậy ông phải giúp tôi làm việc. Lâm Thanh Diện nói. Việc gì? Linh Trần Tử hỏi, nhìn anh ta có vẻ căng thẳng. Trần Minh Thu, ông biết ông ta ở đâu không? Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, hỏi. Sao anh lại biết sư phụ tôi? Linh Trần Tử nhíu mày, vô cùng khó hiểu. Lâm Thanh Diện khẽ cười, đương nhiên tôi tự có cách, tôi chỉ hỏi ông, ông biết ông ta ở đâu không? BIOI Linh Trần Tử đảo mắt, sau đó nói, cái lão sư phụ đó ngao du khắp thiên hạ, sao tôi biết ông ta ở đâu chứ? Thật sao? Lâm Thanh Diện nheo mắt nhìn đối phương, xem ra, tôi vẫn chưa chừng trị ông đủ nhỉ, nói, ông muốn tay trái hay tay phải? Hả, anh? Linh Trần Tử tốt xấu gì cũng có năng lực hóa cảnh, nhưng, trước mặt lâm thanh diện không có tí năng lực để đánh lại cậu lâm anh tha cho tôi đi tôi tốt xấu gì cũng là thầy luyện đan tuy trình học không tới nhưng cũng dựa vào hai tay kiếm cơm nếu bị anh cắt mất một cánh tay vậy sau này tôi phải làm sao đây linh trần tử khóc nói chỉ cần nói ra trần minh thua ở đâu tôi không những sẽ không cắt tay của ông ngược lại còn khiến ông khỏi chịu nỗi khổ tiêu chảy nữa lâm thanh diện nói sư phụ ở đâu tôi thật không biết mà Linh Trần Tử nói: Dù anh giết tôi, tôi cũng không biết. Cậu Lâm, xin anh đừng làm khó tôi nữa. Tôi đã khổ đủ đường rồi. Ông thật sự không biết. Lâm Thanh Diện trao mày nhìn ông ta, lẽ nào bình thường sư đồ các người không có cách liên lạc sao? Linh Trần Tử gục xuống, lắc đầu. Tôi đã bị đuổi khỏi công hội luyện kim từ lâu, sư phụ đã sớm không thừa nhận tôi. Tôi làm gì còn phương thức liên lạc với ông ấy? Nếu không, anh nghĩ tôi chịu làm mấy trò gạt người kia hả? Lâm Thanh Diện nhìn tên này, cúi đầu trầm ngâm một lát. Kỹ thuật diễn xuất cũ dích này, Lâm Thanh Diện ít nhiều vẫn biết một chút. Lát sau, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng nói, xem ra tôi đã hiểu lầm ông, ông đúng là không biết Trần Minh Thu ở đâu, đúng đó, cậu Lâm, dù anh cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám lừa anh đâu, Linh Trần Tử nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, được thôi, xem ra kiếm ông cũng vô ích, có điều, sau này nếu anh có tin tức của Trần Minh Thu, nhớ phải nói với tôi trước tiên nói rồi lâm thanh diện quay người rời đi cậu lâm đi cẩn thận linh trần tử ở sau vẫy tay hô đến khi xác định bóng dáng lâm thanh diện đã mất hút khỏi tầm mắt hư thằng ngốc sốt cuộc vẫn nhẹ dạ nói hú họa mà vẫn lừa được anh ta linh trần tử khinh khỉnh nói còn kêu mình nói cho hắn hành tung của sư phụ nghĩ hay thật nói xong bụng ông ta lại bắt đầu lên cơn đau ui ra không được rồi mình phải nhanh chóng đi tìm sư phụ, tên Lâm Thanh Diện chết tiệt này, đợi chứng tiêu chảy khỏi rồi, nhất định phải nhờ sư phụ chế một viên độc dược đầu độc chết hắn. Nói xong, Linh Trần Tử xoay người đi về hướng khác. ở Dìa thôn nhỏ này có mấy hộ dân sống giải rác. trong một căn nhà rất bình thường, lúc này đèn đuốc sáng trưng. một ông lão mắt tam giác đang thưởng thức cao lương mỹ vị bày trên bàn. cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên ông lão nhanh chóng trở nên phấn chấn. Người đẹp, ta đến đây. Nói xong, ông lão vội vội vàng vàng đứng dậy, mở cửa. Sư phụ, người phải cứu con nồ. Linh Trần Tử xuất hiện trước mặt ông lão. Ông lão mắt tam giác này không phải ai khác, chính là sư phụ của Linh Trần Tử, Trần Minh Thu. Mẹ nó, thì ra là đồ đáng xấu hổ nhà ngươi, ta còn tưởng là người đẹp mà ta gọi đã đến chứ, Trần Minh Thu chán trường nói, quay lại bàn ăn. Sư phụ, người phải cứu con, chỉ cần người cứu con, sau này, người đẹp người muốn, con sẽ giúp người tìm." Linh Trần Tử nói. "Nói đi, lần này lại sao nữa?" Trần Minh Thu uống ngụm rượu, nói. "Con, con bị người ta mưu hại, tiêu chảy không ngừng." Linh Trần Tử nói, "Ngài mau ra tay cứu con với." "Tiêu chảy?" Trần Minh Thu cười nói, "Chút chuyện này cũng đến làm phiền ta, nếu bị người khác theo dõi, làm hư chuyện của ta." mẹ nó ta sẽ giết chết ngươi sư phụ yên tâm đi sẽ không có ai theo đâu linh trần tử nói có điều đúng ra thì để người ở lại đây là thiệt thòi cho người rồi đúng vậy có điều lần này người thuê rất lạ chỉ cần ta giúp ông ấy làm tốt chuyện này ông ấy sẽ báo đáp ta khá hậu hĩnh khiến người ta khó lòng từ chối trần minh thu nói vậy lúc đó người có thể cho đồ đệ hưởng ké một ít không linh trần tử nói rồi rót rượu cho trần minh thu cho người hưởng ké Trần Minh Thu trừng linh Trần Tử, nói, thằng quát này, hai ngày nay kiếm được khá chứ. Hai, đừng nói nữa, đều do tên Lâm Thanh Diện kia, tiền kiếm được hai ngày nay đều mất hết rồi. Linh Trần Tử đứt ruột đứt gan. Người nói ai, Lâm Thanh Diện. Trần Minh Thu đột nhiên bật dậy khỏi ghế, ông ta cau mày, sau đó, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Được lắm, người thuê nói không sai, thằng nhóc này đúng là đã đến rồi, người ông đây đợi chính là hắn chương 1217. chương 1217, bậc thầy luyện đan. Sư phụ, ý sư phụ là, người đang đợi lâm thanh diện. Linh Trần Tử hỏi. Trần Minh Thu gật đầu, đúng vậy, nhiệm vụ của chủ thuê giao cho ta lần này, chủ yếu nhắm vào lâm thanh diện, không ngờ, tên nhóc đó lại đến thật. Thế thì tốt quá rồi, Linh Trần Tử nói, trong mắt cũng xẹt qua tia hung ác, tên nhóc này khiến con thảm hại như vậy. Con đã muốn dạy cho hắn một bài học từ lâu rồi ngoặc kép nhưng mà trước khi dạy dỗ hắn sư phụ có thể chữa bệnh tiêu chảy cho con được không bệnh này là do tên lâm thanh diện đó gây ra cho con linh trần tử nói xong lập tức ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh sau khi ra khỏi nhà vệ sinh ông ta thấy trên tay trần minh thu có thêm một viên thuốc đây là uống đi uống xong bệnh tiêu chảy của con sẽ hết ngay trần minh thu tùy y nói cảm ơn sư phụ đã tặng thuốc Linh Trần Tử đưa hai tay ra nhận lấy viên thuốc rồi uống ngay. Quả nhiên, một lúc sau, ông ta bèn cảm thấy bụng mình ấm hơn, cũng thoải mái hơn nhiều. Cảm giác khó chịu trước đó hoàn toàn biến mất. Sư phụ Không Hổ Danh là một trong năm trưởng lão của công hội Luyện Kim. Uống thuốc một cái là khỏi bệnh ngay, cho dù là vết thương do cao thủ hóa cảnh đỉnh phong gây ra cũng có thể dễ dàng hóa giải, Linh Trần Tử nịnh nọt nói chẳng qua là tên nhóc lâm thanh diện đó chỉ dùng một phần linh lực nên mới vậy thôi. Nếu hắn dùng toàn bộ sức lực, ta cũng gặp phiên phức. Nhưng mà cũng không đến mức là không có thuốc giải, Trần Minh Thu nói. Sư phụ, người nói xem, chúng ta nên đối phó với tên lâm thanh diện đó như thế nào đây? Linh Trần Tử hỏi. Tốc độ lan truyền của căn bệnh lân này quả nhiên đã khiến lâm thanh diện chú ý. Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là tiêu diệt hắn cho dù không giết được hẳn thì ít nhất cũng có thể ngăn chặn được hắn. Đây là chuyện chủ thuê yêu cầu ta làm. Trần Minh Thu nhìn Linh Trần Tử, nói, nếu con giúp ta, sau khi chuyện này thành công, ta sẽ cho con 60 tỷ, con thấy thế nào? 60 tỷ, Linh Trần Tử há hốc miệng, mạng của tên Lâm Thanh Diện này quả nhiên đáng giá mà. Chỉ là trong lòng Trần Minh Thu đang âm thâm bật cười. Chỉ bỏ ra 60 tỷ mà đã có thể giúp ông ta hoàn thành việc lớn. Phải biết rằng, lần này chủ thuê đã trả cho ông ta 600 tỷ. Được rồi, vì tốc độ lây lan của căn bệnh lần này, nên ta nghĩ với tính cách của Lâm Thanh diện hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên đâu. Ít nhất hắn cũng phải ở lại đây mấy ngày, tranh thủ mấy ngày này, còn đi điều tra kỹ về nơi ở và những người hắn gặp trong một ngày cho ta. Sau đó, Trần Minh Thu rút một viên đan dược ra, viên cửu chuyển đan này là sản phẩm do ta làm ra. Nếu mang ra thị trường chắc chắn cũng đáng giá mấy chục triệu con hãy tìm cơ hội để Lâm Thanh Diện uống nó. Sau khi nhận lấy viên cửu chuyển đan, Linh Trần Tử gật đầu lia lia. Chỉ cần tìm được cơ hội ra tay, 60 tỷ đó sẽ thuộc về mình. Có người khi đứng trước lợi ích sẽ lập tức quên hết mọi thứ. Linh Trần Tử chính là kiểu người như vậy. Nhắc mới nhớ, cô gái mà ta để ý sao giờ này vẫn chưa đến. Thật khiến người ta mất hứng mà, Trần Minh Thu nói. Sư phụ đừng sốt ruột quá, nói không chừng cô ấy đang trên đường đến linh trần tử đáp lại đúng lúc này chuông cổng lại vang lên lần này nhất định là cô ấy trần minh thu híp đôi mắt hình tam giác nhìn về phía cổng để con đi mở cổng linh trần tử vồn vã nói rồi lập tức đi ra mở cổng cổng vừa được mở ra linh trần tử chợt ngồi bịch xuống đất ánh mắt toát lên vẻ kinh sợ giống như nhìn thấy quỷ trần minh thu ở bên trong nên không biết chuyện gì đang xảy ra ông ta vội vàng lớn tiếng hỏi đến rồi thì vào đi còn sợ ta không có tiền trả ư mấy giây trôi qua bên ngoài vẫn không có động tính trần minh thu nhíu mày thầm nghĩ không phải tên linh trần tử đó thấy cô gái xinh đẹp quá nên giữa chừng cuỗm lấy cô ấy mang đi đấy chứ nghĩ đến đây ông ta vội vàng nhổm dậy đi về phía cổng nhưng chưa đi được hai bước ông ta nhìn thấy linh trần tử sắc mặt hoảng hốt trên trán ướt đẫm mồ hôi mà phía sau y là một người đàn ông trẻ tuổi miệng cười như không cười, đang chậm rãi đi vào bên trong. Cậu là ai? Sao lại tìm được đến đây? Trần Minh Thu nói. Kinh Đô, Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Nhưng Trần Minh Thu lại hoảng hốt, phán nộ nhìn chầm chầm Linh Trần Tử, cái tên chết tiệt này, không phải cậu nói không có người theo dõi sao? Con, sao con biết được hắn lại thông minh như thế chứ? Linh Trần Tử ủ rũ nói lạt mềm buộc chặt. Lâm Thanh Diện thản nhiên mỉm cười, trước đó ta thấy cậu không cầu xin ta chữa bệnh tiêu chảy giúp, ta bèn đoán ngay ra cậu sẽ đến tìm sư phụ của mình. Nếu đã như vậy, ta chỉ cần đi theo phía sau cậu là được rồi. Cậu thật, cuối cùng Linh Trần Tử vẫn không nói ra hai chữ bị ổi kia, nhưng trong lòng lại đang vô cùng hối lỗi. Linh Trần Tử còn cho rằng Lâm Thanh Diện bị mình chơi cho một vố nhớ đời, nào ngờ người thật sự bị chơi đùa lại là y ông chính là trần minh thu nụ cười trên môi lâm thanh diện chợt tắt anh lạnh lùng nhìn trần minh thu căn bệnh trong thị trấn có phải do ông gây ra hay không lâm thanh diện dứt khoát đi thẳng vào vấn đề không sai ta chính là trần minh thu về căn bệnh mà cậu nói đúng là do ta gây ra trần minh thu giả bộ bình tĩnh uống một gốc rượu rồi nói người khác đều sợ ngươi nhưng ta thì không vậy sao trong tay lâm thanh diện chợt biến ra một thanh kiếm dài anh lạnh lùng nói, ông làm ra loại chuyện thất đức như vậy, không sợ người khác khinh bỉ sao. Nói mau, tại sao ông lại làm vậy? Hừ, bị người ta khinh bỉ thì làm sao chứ? Chỉ cần có tiền, cho dù làm ra loại chuyện thất đức hơn vậy gấp nghìn lần, ta cũng bằng lòng. Trần Minh Thu không biết liêm sỉ, nói ta cũng không ngại nói cho cậu biết, có người bỏ tiền ra thuê ta lấy mạng ngươi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy ngươi, ta bèn đổi chủ ý. Ô, lâm thanh diện lạnh lùng nhìn ông ta nếu cậu có thể trả cái giá cao hơn ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi trần minh thu nở nụ cười gian tà nói lâm thanh diện nắm chặt thanh kiếm dài trong tay chết đến nơi rồi mà vẫn còn có suy nghĩ như vậy ông quả đúng là lão già xấu xa nhìn thanh kiếm dài sắc bén trong tay lâm thanh diện trần minh thu chỉ hừ lạnh một tiếng xét về võ công ta đương nhiên không bằng cậu nhưng nếu cậu cho rằng bậc thầy luyện đan thì chỉ có như vậy thôi, vậy thì cậu nhầm to rồi. Vậy sao? Lâm Thanh Diện đi hai bước về phía Trần Minh Thu, ngược lại, tôi càng muốn lĩnh giáo. Nói xong, Lâm Thanh Diện không chút nể nang, hồn lực trên người lập tức bắn ra, khóa chặt Trần Minh Thu. Trần Minh Thu giống như bị điểm huyệt, đôi mắt trở nên đờ đẫn. Hừ, ngay đến cả hóa cảnh cũng không phải, vậy mà lại dám ngông nghênh, dạo oai tác quái ở đây. Lâm Thanh Diện cười lạnh, nói: Xét về võ công, Trần Minh Thu thậm chí còn không bằng học trò của ông ta, Linh Trần Tử. Chết đi. Lâm Thanh Diện không chút lưu tình, chém thanh kiếm trong tay xuống. Nhưng đúng lúc này, Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm nhận được một luồng gió mạnh từ phía sau truyền đến. Hơn nữa, tốc độ vô cùng nhanh, ngay đến cả Lâm Thanh Diện cũng âm thầm khâm phục. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Thanh Diện vội quay người lại chặn lại rồi đỡ lấy chiêu đánh này ông là lâm thanh diện nhíu mày một ông già dâu dài chầm chậm đi đến ta là dư thanh phong trang chủ của quy lai trang ông già nói nếu cậu tha cho trần trưởng lão thì ta có thể tha cho ngươi quy lai trang lâm thanh diện dường như đã từng nghe thấy cái tên này quy lai trang là thôn trang lớn nhất giang nam buôn bán cũng trải dài khắp nước hát nếu đã là quy lai trang thì tại sao còn nhúng tay vào chuyện này lâm thanh diện nói Nhờ cảm giác của thần hồn, anh phát hiện, thực lực của ông già tên Dư Thanh Phong này ít nhất cũng đạt ở mức hóa cảnh trung kỳ. Trần trưởng lão là khách quý của Quy Lai Trang ta, nếu cậu muốn lấy mạng ông ta, ta đương nhiên không thể bỏ mặc rồi, Dư Thanh Phong nói. Ha ha! Lúc này, Trần Thu Minh đã phản ứng bình thường trở lại, lập tức cười nói, Lâm Thanh Diện, thấy chưa hả? Nếu cậu muốn giết ta, sẽ có rất nhiều người đến bảo vệ ta. Đây chính là giá trị của bậc thầy luyện đan chúng ta." Lâm Thanh diện dường như đã hiểu ra một vài chuyện. Tất cả đan dược do bậc thầy luyện đan của công hội luyện kim tạo ra đều là bảo vật trên thế giới, nên đương nhiên sẽ có rất nhiều gia tộc lớn tranh nhau mua. Do đó, giữa hai thế lực này đã hình thành một quy tắc ngầm. Đó chính là các bậc thầy luyện đan chế tạo ra đan dược cho các gia tộc lớn trên thế giới, còn các gia tộc lớn đó lại bảo vệ các bậc thầy luyện đan. Cũng chính là nói bậc thầy luyện đan không cần có võ công cao cường chỉ cần có gia tộc lớn bảo vệ thì cả đời này cũng sẽ được an toàn sau khi hiểu rõ chuyện này lâm thanh diện bèn nhìn dư thanh phong dư trang chủ loại người như vậy mà ông cũng bảo vệ sao ha ha mỗi năm trần trưởng lão đều chế tạo hai viên đan dược miễn phí cho ta ta bảo vệ ông ấy cũng là chuyện nên làm thôi dư thanh phong thản nhiên nói lâm thanh diện lắc đầu không ngờ lại gặp phải một lão già mắt mờ như ông Ha ha, cậu cứ coi ta là lão già mắt mờ cũng được, nhưng Trần trưởng lão, ta nhất định phải bảo vệ dư thanh phong nói. Nếu tôi nói rằng ông không bảo vệ được thì sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, "A. À, Chương 1218. Chương 1218, trong thần cảnh này, ta là mạnh nhất. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hóa cảnh trung kỳ mà thôi, Lâm Thanh Diện cũng không coi ông ta là cái thá gì cả. Vậy, chúng ta thử xem sao." suốt lời một thanh kiếm dài cũng xuất hiện trong tay dư thanh phong cao thủ hóa cảnh biến ra vũ khí đây là chuyện hết sức bình thường chỉ có điều chuyện khiến lâm thanh diện cảm thấy kinh ngạc đó là dư thanh phong rõ ràng chỉ có thực lực ở mức hóa cảnh trung kỳ vì sao thanh kiếm trong tay ông ta dường như lại có sức mạnh cao cường và tính chất tinh luyện hơn của anh chuyện này là sao lâm thanh diện ngạc nhiên hỏi dư thanh phong thản nhiên cười nói sao thế có phải cảm thấy rất kỳ lạ không? Rõ ràng thực lực của người mạnh hơn ta, nhưng vũ khí cậu biến ra lại có vẻ không lợi hại bằng của ta. Cũng chỉ là vũ khí mà thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, suy cho cùng ông vẫn không đỡ được một kiếm của tôi. Chính là do thực lực có hạn. Tên nhóc này được lắm, quả nhiên rất ngạo mạn, nhưng mà không biết lát nữa, cậu còn có thể ngạo mạn giống như lúc này hay không. Nói xong, Dư Thanh Phong lập tức ra đòn trước, ông ta vung thanh kiếm dài trong tay xuống tốc độ này mà cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi lâm thanh diện bật cười chế nhạo quả thật nếu so sánh giữa hóa cảnh trung kỳ và hóa cảnh đỉnh phong thì tốc độ của hóa cảnh trung kỳ quả thật chậm hơn rất nhiều lâm thanh diện cũng vung kiếm cùng một lúc nhưng tốc độ lại nhanh hơn của đối phương sức lực cũng mạnh hơn hai thanh kiếm va vào nhau giữa không trung vang lên một tiếng cạch nhưng lâm thanh diện lại cảm thấy gan bàn tay mình hơi tê mà lực đạo này lại không đến từ dư thanh phong, nó giống lực đạo của thanh kiếm dài trong tay anh hơn. Đây là... Lâm Thanh Diện nhìn lại thanh kiếm dài trong tay mình, nhưng đúng lúc này, đã bị thanh kiếm trong tay đối phương chém đứt. Ha ha! Dư Thanh Phong gác tay sau lưng, toát lên phong thái cao thủ, nói, Lâm Thanh Diện, giờ thì cậu đã biết, vì sao ta lại muốn bảo vệ Trần Trưởng Lão rồi chứ? Lúc này, Trần Minh Thu và Linh Trần Tử đã đi đến phía sau Dư Thanh Phong. Trần Minh Thu để lộ ra đôi mắt hình tam giác, âm châm nói, tên nhóc, ta nói rồi, đừng dễ dàng đắc tội với một bậc thầy luyện đan. Bởi vì cậu mãi mãi không biết chỗ dựa vững trái phía sau họ là ai đâu. Lâm Thanh Diện cao mày, nhìn ba người trước mặt. Lâm Thanh Diện vốn thông minh, rất nhanh anh đã đoán ra ngọn nguồn bên trong. Tôi hiểu rồi, thanh kiếm dài trong tay mà ông biến ra, sở dĩ nó mạnh như vậy có lẽ là nhờ vào viên đan dược của Trần Minh Thu, Lâm Thanh Diện nói cậu nói đúng lắm. Dư Thanh Phong đáp lại, đây là vai trò của bậc thầy luyện đan. Lâm Thanh Diện suy tính trong lòng, không cần nói cũng biết, viên đan dược này nhất định là viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Phải biết rằng, trên thế giới này, đan dược cấp bậc hoàn mỹ đã ở trên đỉnh kim tự tháp, có giá trị vô cùng lớn. Mặc dù trưởng lão của dược thần cốc nắm trong tay đơn thuốc chế tạo đan dược cấp bậc hoàn mỹ, nhưng nếu muốn tạo ra nó thì tỷ lệ thành công chưa tới 20% lâm thanh diện lập tức hiểu ra bí mật bên trong những người ở công hội luyện kim sở dĩ có năng lực mạnh hơn người ở dược thần công có lẽ là vì tỷ lệ tạo ra đan dược của họ cao hơn và chất lượng của đan dược cũng tốt hơn tên nhóc cho dù cậu tạo ra binh khí gì thì cậu cũng không phải là đối thủ của ta nể tình cậu thiên phú hơn người còn trẻ như vậy mà đã tu luyện đến mức độ này nên ta sẽ tha cho cậu cậu mau rời khỏi đây đi nhưng cậu phải cam đoan sau này không được đến gây phiền phức cho Trần Trưởng Lão nữa. Dư Thanh Phong nói, Lâm Thanh Diện nhếch miệng, ông bảo tôi cam đoan, dựa vào đâu chứ? Cậu, Dư Thanh Phong phẫn nộ, nói, dựa vào thanh kiếm dài trong tay ta. Sao nào, mặc dù cậu là hóa cảnh đỉnh phong, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cơ thể bằng xương bằng thịt. Ta không tin, cậu có thể chém đứt thanh kiếm này của tiêu. Trong lòng Dư Thanh Phong biết rất rõ, nếu xét về thực lực, ông ta đương nhiên không phải là đối thủ của người trẻ tuổi này nhưng thanh kiếm dài trong tay ông ta sau khi được viên đan dược của trần minh thu tiếp sức thì có thể nói đã trở thành thần khí một loại thần khí vô cùng lợi hại đủ để rút ngắn khoảng cách giữa người với người ông cảm thấy tôi không thể chặt đứt được thanh kiếm của ông lâm thanh diện lạnh lùng cười nói đương nhiên kết quả vừa rồi đã vô cùng rõ ràng cậu cũng nhìn thấy rồi đó dư thanh phong nói lúc này trần minh thu vẫn luôn trốn phía sau dư thanh phong đột nhiên nhảy ra dư trang chủ phí lời với hắn làm gì cứ giết hắn luôn đi cho nhanh sau này mỗi năm tôi sẽ tặng miễn phí hai viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ cho ông đúng đó giết hắn đi tên này lắm ngưu nhiều kế ông phải cẩn thận với lời nói của hắn con bà nó ông đây bị hắn hại vô cùng thê thảm linh trân tử cũng đứng bên cạnh nói lâm thanh diện thờ ơ liếc nhìn họ sau đó nói với Dư Thanh Phong, "Hôm nay tôi nhất định phải lấy được mạng của hai người này. Tôi thấy ông có lẽ chỉ bị mờ mắt mà thôi, chứ vốn dĩ tính cách của ông không xấu. Bây giờ ông rời đi vẫn kịp. Lâm Thanh Diện, ta nói rồi, ta nhất định phải bảo vệ Trần trưởng lão." Dư Thanh Phong nói, rồi đi về phía trước một bước, không chút nhượng bộ. "Nếu đã như vậy, tôi cũng không nể tình nữa." Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. "Cứ việc đến đây, ngược lại ta muốn nhìn xem cậu sẽ chặt đứt thanh kiếm của ta như thế nào suốt lời dư thanh phong vùng thanh kiếm lên ánh kim loại bắn ra bốn phía công lực dường như lại tăng hơn lúc trước rất nhiều lâm thanh diện nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị và mang theo tia khinh thường dư trang chủ ông quả thật hơi ngu ngốc cậu dám nói ta như vậy dư thanh phong tức đến nỗi cả người run rẩy quy lai trang tốt xấu gì cũng là thôn trang đứng đầu giang nam này địa vị của Dư Thanh Phong đương nhiên cũng không thấp, từ trước đến nay ông ta chưa từng bị ai nói như vậy. Khí thế trên người Lâm Thanh Diện chậm chậm tỏa ra. Thần hồn chi lực lan ra, bao trùm cả căn nhà. Hôm nay, đừng ai nghĩ đến việc đi ra khỏi căn nhà này. Sứt lời, một thanh kiếm sắc bén màu vàng từ từ bay lên. Lâm Thanh Diện xoay người, nhảy lên cao, bắt lấy thanh kiếm, nắm trong tay. Đây là... Dư Thanh Phong trợn mắt há mồm, trần minh thu và linh trân tử đứng phía sau cũng kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời ngay sau đó một cảnh tượng kỳ lạ lập tức xuất hiện chỉ nhìn thấy thanh kiếm dài mà dư thanh phong biến ra đang không ngừng run rẩy trong tay ông ta lâm thanh diện khế cười kiếm trảm tiên vẫn là vũ khí đỉnh nhất trong các loại thần khí tuyệt đối hơn hẳn so với bất kỳ binh khí nào trên thế giới ngay đến cả thanh kiếm trong tay cũng không nắm chắc sao có thể giao đấu với tôi chứ lâm thanh diện lạnh lùng nói tên nhóc xấu xa này dư thanh phong nắm chặt thanh kiếm trong tay rút hết tinh lực trên người trong thần cảnh này ta là mạnh nhất câu này hoàn toàn khiến ba người còn lại kinh ngạ c trong thần cảnh này ta là mạnh nhất câu nói này tự tin biết nhường nào nhưng lúc này khi nhìn thấy sự thần kỳ từ trên người lâm thanh diện phát ra lâm thanh diện tuyệt đối có lý do để tự tin như vậy lâm thanh diện hoàn toàn có tư cách và thực lực để nói ra câu này phóng kiếm trảm tiên dứt khoát lao thẳng về phía dư thanh phong dư thanh phong dùng hai tay giơ kiếm của mình lên nhưng dường như ngay đến cả thân kiếm trảm tiên ông ta cũng không chạm tới kiếm khí tỏa ra trên thanh kiếm trảm tiên khiến dư thanh phong chống đỡ không nổi rất nhanh thanh kiếm của dư thanh phong đã biến mất hoàn toàn không chống nổi bất cứ chiêu nào của kiếm trảm tiên chuyện này Dư thanh phong hoảng hốt, kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn, nhưng lại chỉ cảm nhận được một màn đen u tối trước mặt. Là Lâm Thanh Diện. Linh Trần Tử hét lớn. Lâm Thanh Diện đi hai bước đến trước mặt Dư Thanh Phong, giơ tay ra đón lấy kiếm chảm tiên. Kết thúc rồi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, lưới kiếm sắc bén của kiếm chảm tiên vừa vặn kề trên cổ Dư Thanh Phong. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy mà ông ta đã bị áp chế đến mức không cách nào chống trả dư thanh phong bỗng cảm thấy sợ hãi người trẻ tuổi này quả thật quá mạnh bây giờ ông có còn cho rằng mình có thể bảo toàn tính mạng cho hai người này được nữa không lâm thanh diện nhìn dư thanh phong bằng ánh mắt uy hiếp chỉ cần câu trả lời của dư thanh phong khiến anh không hài lòng thanh kiếm trảm tiên trong tay sẽ lập tức chém đứt cổ ông tai lia dư thanh phong cúi thấp đầu bây giờ nghĩ kỹ những lời khi nấy ông ta nói nghe thật nực cười ông đi đi tôi tha mạng cho ông sau này có cơ hội tôi sẽ đến quy lai trang thăm ông lâm thanh diện thản nhiên nói dư thanh phong dùng ánh mắt phức tạp nhìn đám người trần minh thu sau đó ông ta cúi đầu rời đi dư trang chủ ông đừng đi mà ông đi rồi chúng tôi phải làm sao trần minh thu nhìn bóng lưng của dư thanh phong hét lớn mẹ kiếp ông già họ dư kia sau này đừng hòng lấy được viên đan dược nào từ chỗ tai bóng dáng của dư thanh phong rất nhanh đã biến mất so với tính mạng thì đan dược có nhầm nhò gì chứ bây giờ đến lượt thầy trò các người lâm thanh diện thu lại thanh kiếm trảm tiên xiết hai người này hoàn toàn không cần dùng đến thần kiếm nhìn ánh mắt hùng hổ dọa người của lâm thanh diện hai thầy trò họ lập tức ngó nghiêng xung quanh nhưng lại phát hiện không có đường lui đành phải ngồi xổm trong góc tường đáng chết nhị cầu tử không phải cậu có thực lực hóa cảnh sao mau lên đi Trần Minh Thu cao giọng hét lớn. Hóa ra, tên Linh Trần Tử ra vẻ trang nghiêm này lại tên là Trần Nhị Cẩu. Linh Trần Tử luôn cảm thấy cái tên này rất quê mùa nên đã giả bộ đặt một cái tên khác nghe có vẻ giống tiên nhân đắc đạo hơn. Sư phụ, người cũng nhìn thấy thủ đoạn của tên này rồi, nếu con sông lên thì không phải là tự tìm đường chết sao? Linh Trần Tử nói, sư phụ cũng lớn tuổi rồi, cũng đã hưởng thụ đủ những thứ nên hưởng thụ rồi, sư phụ đi chịu chết trước đi ngươi cái tên học trò xấu xa này sau này đừng gọi ta là sư phụ nữa trần minh thu nói không gọi thì không gọi dù sao ngoài việc dạy ta lừa gạt người khác ông cũng chưa từng dạy ta chuyện đứng đắn nào cả làm gì có tư cách coi ta là học trò chứ linh trần tử nói ngươi trần minh thu tức đến nỗi nói không nên lời lâm thanh diện lạnh lùng lên tiếng nhanh chóng khiến hai người đang cãi vã này phải im lặng đừng cãi nhau nữa hai người các ngươi ai cũng không được sống chương 1219, cha hỏi. Hai người vừa nghe thấy như vậy, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi. Cậu Lâm, anh người cao không chấp kẻ thấp, tạm tha cho tôi đi, tôi cam đoan sau này sẽ không bao giờ hãm hại người nữa, cũng tuyệt đối không lại xuất hiện trước mặt anh. Linh Trần Tử nói, nước mắt rơi như mưa. Thu hồi nước mắt của ông lại, cái này hoàn toàn không có hiệu quả đối với tôi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, lúc trước tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông vong ân phụ nghĩa vẽ đường cho hơi chạy đáng chết tôi linh trần tử cắn chặt môi hiện tại ông ta thật sự hối hận lúc trước ở ngoài nhà vệ sinh công cộng tại sao lại không nói hành tung của trần minh thu cho anh đột nhiên trần minh thu kéo linh trần tử ra phía sau dành trước nói lâm thiếu chủ sau này tôi sẽ đi theo anh ông đi theo tôi làm việc lâm thanh diện không khỏi cười lạnh đúng vậy trần minh thu nói tiếp nếu dư trang chủ bội bạc Lâm Thanh Diện, tôi quyết định về sau sẽ theo anh lăn lộn. Mỗi năm tôi đều sẽ điều chế đan dược cho anh. Tam Đoàn ít nhất có hai đan dược cấp bậc hoàn mỹ, cung cấp miễn phí, không lấy tiền. Hai viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Lâm Thanh Diện nhíu mày. Trần Minh Thu cho rằng Lâm Thanh Diện không hài lòng, vội vàng sửa miệng ba viên. Đây đã là giới hạn của tôi, không thể nhiều hơn. Anh cũng biết đan dược cấp bậc hoàn mỹ khó điều chế, hơn nữa nguyên liệu cũng rất khó tìm ba viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ lâm thanh diện ra chiều suy nghĩ cái này đúng là hiếm thấy đúng vậy cậu lâm ba viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ đây là đan dược mà rất nhiều gia tộc muốn có được tuy nhiên tôi chỉ cung cấp cho một mình nhà họ lâm của anh anh thấy thế nào trần minh thu lấy lòng ông sai lầm rồi lâm thanh diện lắc đầu thản nhiên nói ba viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ tôi cũng không để vào mắt cái gì Trần Minh Thu rất tự tin với điều kiện mà mình đưa ra, cho nên khi nghe được Lâm Thanh Diện nói như vậy, anh ta kinh ngạc suýt rất cầm. Chẳng lẽ trong tay cậu Lâm cũng có đàn dược cấp bậc hoàn mỹ? Hoặc là nhà họ Lâm các anh đã ký hiệp ước với người trong công hội luyện kim? Trần Minh Thu giật mình nói. Ký hiệp ước với người của công hội luyện kim, tôi không có hứng thú. Lâm Thanh Diện nói đúng sự thật, không biết vì sao, sau khi anh nhìn thấy khuôn mặt đáng giận của Trần Minh Thu, anh lại không có thiện cảm với cả công hội luyện kim đây gọi là cái gì một con sâu làm dâu nổi canh về phần đan dược cấp bậc hoàn mỹ mà ông nói tôi có không ít chắc là cũng phải có mấy thùng lâm thanh diện bình tĩnh nói mấy thùng cái này sao có thể trần minh thu rất kinh ngạc suy nghĩ đầu tiên là cho rằng lâm thanh diện đang nói dối ông thấy tôi sẽ nói lung tung à lâm thanh diện lạnh lùng nói trên thực tế anh không phải nói mạnh miệng, ngay trên một hòn đảo nhỏ cũng chính là nơi Tân Trường sinh chôn thân, ước chừng phải có mấy dương đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Bây giờ nên đến lượt tôi hỏi. Nói xong, ánh mắt Lâm Thanh Diện lập tức lạnh như băng. Trần Minh Thu và Linh Trần Tử đều biết, nếu mình chẳng may nói vô ý thì sẽ bị giết ngay lập tức. Đợt bệnh dịch này có phải do ông lây truyền hay không? Lâm Thanh Diện hỏi Trần Minh Thu, hai mắt nhìn thẳng đối phương. Mở ra thần hồn Lâm Thanh Diện có thể dễ dàng phán đoán đối phương có đang nói dối hay không. Không phải, Trần Minh Thu nói. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, kiếm chảm tiên phía sau lập tức bay về phía đối phương. Trần Minh Thu sợ hãi, vội vàng nâng tay đỡ. Ái hét thảm một tiếng, ngón út của Trần Minh Thu đã bị chém đứt, vết chém bằng phẳng lạ thường. Thế cho nên sau khi ngón út bị chặt đứt vài giây, Trần Minh Thu mới cảm nhận được đau đớn thấu tim. Nhớ kỹ, không cần nói dối trước mặt tôi, lâm thanh diện lạnh giọng nói trả lời lại lần nữa đợt bệnh dịch này có phải cho ông lây truyền không phải trần minh thu cắn răng nói đối phương có năng lực nhìn thấu tất cả làm sao ông ta còn dám nói dối cổ nhiên là ông lâm thanh diện thản nhiên nói xem ra mấy người lương cung nhạn xương đoán không sai sư phụ của linh trần tử quả nhiên có liên quan đến chuyện này trong lòng lâm thanh diện đã rõ ràng người này nên giết chỉ là trước khi giết người này vẫn có một số vấn đề cần được hỏi rõ ràng. Vì sao ông phải làm như vậy, chuyện này có lợi gì cho ông à? Lâm Thanh Diện hỏi. Trần Minh Thu nhíu mày nói, đúng vậy, có người muốn tôi làm như vậy. Ai à yêu, tôi không biết. Trần Minh Thu đáp. Không biết, Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc, nhưng thần hồn cảm nhận được Trần Minh Thu không nói dối. Lâm Thanh Diện nắm tay, ông hãy nói tất cả những chuyện ông biết cho tôi nghe, nếu ông dám giấu giếm một câu thì kiếm trảm tiên sẽ không bỏ qua cho ông. Tôi nói, tôi nhất định sẽ nói. Dưới tình huống này, sao Trần Minh Thu dám làm trái lời Lâm Thanh Diệt, ông ta vội nói hết tất cả những chuyện mình làm trong mấy ngày hôm nay ra. Người kia hẹn gặp tôi trong một khu rừng rậm ở xa, lúc ấy là buổi tối, người đó lại quay người, tôi không nhìn ra được đó là ai. Trần Minh Thu nói tiếp, người đó để tôi đi làm theo ý mình, làm cho chấn nhỏ này lâm vào khủng hoảng, mục đích chính là nói xong ông ta liếc nhìn lâm thanh diện mục đích là gì lâm thanh diện hỏi không đợi trần minh thu trả lời linh trần tử đã nói mục đích chính là vì nhl tôi bốp một tiếng bà tai vang lên suýt chút nữa là đánh ngất linh trần tử cậu cậu lâm sao anh lại đánh tôi linh trần tử khó hiểu hỏi tôi không cho ông nói chuyện ông sen mồm vào để làm gì lâm thanh diện lạnh lùng nói linh trần tử lập tức hóa thạch vốn ông ta đang muốn biểu hiện một phen cái này thì hay rồi không duyên không cớ bị trúng một cái tát ông ta giống như một quả bóng bị xì hơi ngồi xổm xuống góc tường không dám nói gì nữa lời ông ta nói có phải là thật không lâm thanh diện hỏi trần minh thu gật đầu đúng vậy quả thật chủ thuê nói như vậy người đó nói sớm muộn gì anh cũng đến trấn nhỏ này bởi vậy mới làm cho tôi ra tay để trấn nhỏ rơi vào khủng hoảng anh ta nói anh nhìn thấy tình cảnh như vậy nhất định sẽ không mặc kệ người đó còn nói muốn tôi tìm thời cơ thích hợp giết chết anh vậy ông cảm thấy bây giờ còn giết được tôi không lâm thanh diện hỏi trần minh thu lắc đầu sau đó cúi đầu xuống sau khi được chứng kiến thủ đoạn của lâm thanh diện trong đầu ông ta sao còn dám có ý nghĩ như vậy nói như vậy xem ra người chủ thuê mà anh nói hiểu rất rõ hành tung của tôi lâm thanh diện nói đại não cũng nhanh chóng hoạt động. Chỉ có vài người biết chuyện mình muốn đi cố dược thần, ngay cả lương cung nhạn xương cũng là nghe được lời của quý trường thanh mới đoán được. Có lẽ là vẫn còn người khác. Trong lòng lâm thanh diện không khỏi nghi hoặc. Sau đó, anh lại nhìn về phía Trần Minh Thu, ông còn biết gì nữa, nói ra đi. Cậu Lâm, anh tha cho tôi đi, tôi nói hết những gì tôi biết rồi, Trần Minh Thu khóc lóc kể lể lâm thanh diện cân nhắc tôi cảm thấy hình như ông vẫn quên chuyện gì đó để tôi giúp ông nhớ lại đi nói xong trong đầu suy nghĩ kiếm chảm tiên lại phóng ra giơ tay chém xuống lần này chặt đứt hai ngón tay của đối phương trần minh thu đau đớn sắc mặt trắng bệch mồ hôi trên người ứa ra nghĩ ra chưa lâm thanh diện hỏi ánh mắt trần minh thu tràn đầy hoảng sợ đối với ông ta lâm thanh diện của lúc này giống như quỷ thần nắm giữa sinh tử của chính mình Tôi, tôi. Trần Minh Thu vắt hết óc, đột nhiên nói, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, đêm đó tôi gặp lại chủ thuê ở rừng rậm, tuy rằng cách xa 20 mét, người đó lại đưa lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể nhìn ra đó là phụ nữ. Phụ nữ, Lâm Thanh Diện kinh hãi, ông không nhìn lầm chứ. Tôi khẳng định, cái khác không dám nói, nhưng về mặt nhận biết phụ nữ thì tôi chính là chuyên nghiệp. Trần Minh Thu nói lời này, thế mà lại nghe ra cảm giác tự hào ở trong đó lâm thanh diện thầm nghĩ trong lòng phụ nữ có thể là ai đây cậu lâm anh anh có thể thả tôi đi được không trần minh thu nói ông nghĩ sao ngữ khí của lâm thanh diện lạnh như băng nói cho tôi biết dịch bệnh mà ông truyền ra này phải chấm dứt kiểu gì cái này trần minh thu lại bắt đầu khó xử thế nào chính ông tạo ra mà ông lại không giải được à lâm thanh diện lạnh giọng làm bộ muốn chặt ngón tay anh ta không chỉ là tôi không ngờ rằng bệnh này lại lan truyền khủng khiếp như vậy, Trần Minh Thu vội vàng nói, nếu 10 người, người bị nhiễm thì tôi còn có cách, chỉ là bây giờ cả trấn nhỏ, người nhiễm không dưới ngàn người, cái này rất khó làm. Ông, Lâm Thanh Diện tức giận không thể át, lại đấm đá ông ta một hồi. Chết tiệt, người như ông xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Lâm Thanh Diện cả giận. Thật ra cách tốt nhất mà trấn nhỏ có thể làm lúc này chính là đeo khẩu trang, rửa tay, ít tụ tập quả thật có thể ngăn chặn ít nhiều, chỉ là... Chỉ là cái gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Cách mà Trần Minh Thu nói, Lâm Thanh Diện cũng từng chính mắt nhìn thấy, xem ra Đại Y Sư Trung Sơn nói không sai, cách như vậy vừa đơn giản vừa có hiệu quả. Chỉ là, sợ rằng người siêu lây nhiễm có thể nhiễm lại lần hai, Trần Minh Thu nói. Người siêu truyền nhiễm, lây bệnh lần thứ hai. Lâm Thanh Diện một chân dẫm lên người ông ta, nói, đây là có chuyện gì? Một lần mà đủ làm cho cả trấn nhỏ bị nhiễm thì tôi không làm được, vì thế tôi tìm đến một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, cho anh ta ăn đan dược, anh ta có thể truyền nhiễm cho rất nhiều người, Trần Minh Thu thành thật nói, hơn nữa người tôi chọn này có thân hình rất cường tráng, cái gọi là người siêu lây nhiễm chính là tự bản thân anh ta không cảm giác được, nhưng lại có thể truyền cho người khác. Chiêu này của ông đúng là âm độc, Lâm Thanh Diện nắm chặt tay, thật muốn lấy mạng người này ngay lập tức vì chút tiền này mà không tiếc làm cho cả chấn nhỏ rơi vào khủng hoảng, người như vậy, theo lý nên bị phỉ nhổ muôn đời. Nói, người siêu truyền nhiễm kia ở đâu, tên là gì, Lâm Thanh Diện tăng thêm sức, ra sức dẫm lên mặt đối phương. chương 1220, quy củ của chúng tôi. Chợ, trợ thức ăn hoa viên, trương lôi, Trần Minh Thu nói ra. Lâm Thanh Diện gật đầu, chỉ cần tìm được đầu nguồn, vậy sẽ dễ xử lý hơn nhiều cơ bản những gì mình muốn biết đều đã lấy được lúc này lâm thanh diện mới thả chân ra cậu lâm tôi đã nói toàn bộ những gì mình biết tôi đảm bảo sau này sẽ không làm chuyện này nữa cậu thả tôi đi trần minh thu nói đúng vậy cậu lâm sư phụ tôi già cả mắt mờ độc ác xảo quyệt sau này tôi nhất định sẽ trông coi ông ấy giúp anh anh thả chúng tôi ra đi linh trần tử ở bên cạnh nói thả các người lâm thanh diện hư lạnh sau khi nhìn ánh mắt bất lực câu xin của bọn họ mới chậm rãi rời khỏi căn phòng này. Căn phòng trở lại yên bình. Thầy trò Trần Minh Thu quỳ trên mặt đất, bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy ngỡ ngàng. Sư phụ, anh ta, đi rồi sao? Đúng vậy, nếu không con đi ra xem thử. Con không ra ngoài đâu. Linh Trần tử vội vàng từ chối, anh ta rất sợ Lâm Thanh Diện quay trở lại lần nữa. Thời gian dần dần trôi qua, khi trong lòng bọn họ sắp thả lỏng, đột nhiên, một ngọn lửa màu lam nhạt từ trên trời xuyên qua nóc nhà giáng xuống sư phụ cháy rồi lâm thanh diện đáng chết quả nhiên cậu ta muốn giết chúng ta trần minh thu la lớn lâm thanh diện hôm nay cậu giết tôi đắc tội toàn bộ công hội luyện kim chắc chắn bọn họ sẽ báo thù cho tôi trong đêm tối ánh lửa mút trời tiếng mái ngói và tường gạch rơi xuống khiến trần minh thu tuyệt vọng tiếng hét cũng lộ rõ vẻ yếu ớt lâm thanh diện dùng linh lực biến ra ngọn lửa rất nhanh đã đốt cháy toàn bộ căn phòng hạng con sâu làm dầu nồi canh này đương nhiên lâm thanh diện sẽ không bỏ qua chỉ là người phụ nữ trong lời nói của trần minh thu lại khiến anh phải suy nghĩ tất cả đều bình yên trở lại ngọn lửa căn nuốt tất cả căn phòng bị đốt thành cho bụi mà hai thầy trò trần minh thu lập tức trở thành hai cái xác không hồn sau khi lâm thanh diện rời đi được nửa tiếng một bóng hình như có như không đi đến trước căn phòng bị đốt cháy thật vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Người phụ nữ khẽ nói, tỏ vẻ coi thường. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô gái xinh đẹp việt chân, đối với cảnh tượng rách nát trước mắt, cô ta chẳng hề để ý. Trái lại cô ta còn dứt khoát đi vào trong cho tàn, vừa đi vừa nói, lâm thanh diện này quả nhiên rất thú vị, xem ra, không phải mình ra tay thì không được rồi. Khi cô ta chậm rãi đi quanh quấn bên trong, đột nhiên cô ta nhìn thấy hình như dưới một miếng ngói bị cháy đen có thứ gì đó đây là cô gái cúi người nhặt đồ vật đó lên hóa ra đây là cửu chuyển đan đan dược có độc tính cực mạnh mà trước kia trần minh thu giao cho linh trần tử không ngờ thế giới này lại có người có thể luyện ra đan dược như thế này ngay cả lửa cũng không cách nào đốt cháy cô gái khẽ nói cất đan dược vào trong ngực nếu viên đan dược này là chuẩn bị cho lâm thanh diệt vậy thì mình tạm thời giữ lại nói xong cô ta quay người chuẩn bị rời đi đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua sợi tóc màu bạc của cô gái bị gió thổi tung bay đôi lông mày xinh đẹp của cô ta nhíu lại quay đầu nhìn chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú đang nhìn về phía mình là anh cô gái hỏi sau khi nhìn thấy cô gái chàng trai quỳ một chân trên mặt đất nói công chúa nhỏ mời đi theo tôi hừ anh đừng xỉ tình nữa tôi nói rồi trước khi chuyện chưa làm xong tôi sẽ không đi cô gái nói nhưng mà, trưởng bối đã đồng ý hôn sự của hai chúng ta, chàng trai nói, mày kiếm mắt sao, nhưng càng nhiều hơn là vẻ âm u tả ác. Tôi biết, cô gái trả lời, nhưng mà, chỉ cần tôi có thể làm tốt chuyện lần này, tìm được đồ vật mà các trưởng bối không tìm được, tôi có thể dùng nó làm lý do hủy bỏ hôn ước. Công chúa nhỏ, cô, chàng trai nghe xong thì lộ vẻ cuống quyết. Tôi biết, Thanh Trúc, sở dĩ anh cố gắng muốn lấy tôi, chẳng qua là coi trọng thân phận của tôi mà thôi, nhưng tôi không có cảm giác gì với anh anh đi đi chờ tôi làm xong chuyện này tất sẽ không nói với trưởng bối cô gái lạnh lùng nói công chúa nhỏ sao vậy anh không nghe lời tôi sao cô gái lạnh giọng hỏi không dám chàng trai vội vàng nói chỉ là lần này tôi đến đây chính là để mang cô đi nếu đã như vậy công chúa nhỏ ở đâu thì tôi ở đó một tấc cũng không ân rời anh cô gái tức giận ngay sau đó sóng mắt xoay chuyển được chỉ cần anh hoàn thành một chuyện giúp tôi tôi sẽ đi theo anh công chúa nhỏ cứ giao phó thanh trúc nhất định sẽ dốc hết sức mình đi làm chàng trai nói cô gái mỉm cười đi đến trước mặt thanh trúc lấy viên cửu chuyển đan vừa rồi ra đây là thanh trúc không hiểu nhìn viên đan dược này đây là một viên thuốc độc là người ở thế giới này chế tạo ra cô gái nói hừ đồ rác rưởi mong công chúa nhỏ vứt bỏ nó tránh làm bẩn tay công chúa thanh trúc nói trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Không, cô gái trầm ngâm suy nghĩ, viên thuốc độc này là chuẩn bị cho Lâm Thanh Diệt. tôi muốn anh cho Lâm Thanh Diện uống. Lại là Lâm Thanh Diện. Thanh Trúc cau mày, anh ta chính là chàng trai đánh nhau với Lâm Thanh Diện ở trên nóc biệt viện nhà họ Lâm vào hôm đó. Tên nhóc này, giết anh ta không cần thuốc độc, chỉ cần một đao là có thể giải quyết, Thanh Trúc khinh thường nói, trái lại cũng quên mất hôm đó anh ta đã bị kiếm chảm tiên làm bị thương. Tôi muốn anh hạ độc anh ta, anh có thể làm được không?" Cô gái lạnh giọng nói. "Được, tôi đồng ý với cô Thanh trúc nhận cửu chuyển đan, cũng không nhiều lời, quay người rời đi." Thấy Thanh trúc đi rồi, khóe miệng cô gái cong lên. Muốn độc chết Lâm Thanh Diện cũng hơi khó khăn đấy, được rồi, lần này lại có thể kéo dài mấy ngày, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Nói xong, cô gái lắc mình rời đi. Khách sạn Song Mộc. Khi Lâm Thanh Diện về đến đây, Đêm đã khuya, cũng còn nhiều phòng trống, tùy tiện mở một phòng ở một đêm đi." Lâm Thanh Diện nói với Táo Điền trực ban. "Xin lỗi ngài Lâm, mỗi ngày chỉ mở 20 gian phòng, toàn bộ phòng còn lại đều khóa rồi, hơn nữa, cô chủ bảo anh ở trong phòng của cô ấy." Táo Điền trả lời. "Không được, thế này không được, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ảnh hưởng không tốt đến lương cung nhạn xương." Lâm Thanh Diện nói, "Anh cứ mở một gian phòng giúp tôi thôi." "Ngài Lâm đôi khi tôi thật sự không hiểu rõ ở đảo quốc chúng tôi cho dù nam nữ xa lạ ở chung một phòng cũng rất bình thường táo điền nói tình hình trong nước không giống vậy tôi biết ở đảo quốc các anh còn có cả nam nữ tắm chung nhưng nơi này là nước c vẫn nên dựa theo quy củ của chúng tôi mà làm lâm thanh diện trả lời ngài lâm nói rất có lý táo điền gật đầu nếu sau này có cơ hội ngài lâm đến đảo quốc chúng tôi muốn trải nghiệm việc tắm chung tôi có thể sắp xếp đừng đừng anh chỉ cần mở một gian phòng cho tôi là được rồi tùy tiện phòng nào cũng được lâm thanh diện nói không được vẫn không được lâm thanh diện kinh ngạc có loại xúc động muốn đánh cái người đảo quốc nhiệt tình này chìa khóa ở chỗ cô chủ nếu ngài lâm muốn thì có thể hỏi cô chủ nói xong táo điền trở lại phòng trực lâm thanh diện bất đắc dĩ lắc đầu được rồi đi mượn lương cung nhạn xương chìa khóa vậy đúng lúc nói cho cô ta nghe thu hoạch tối nay vào thang máy đi lên tầng cao nhất, Lâm Thanh Diện đi vào lối đi nhỏ của khách sạn, dừng chân trước gian phòng tổng thống của Lương Cung Nhạn Xương. Vừa định mở cửa thì nghe thấy giọng điệu lười biếng của Nhạn Xương từ bên trong truyền đến. "Vào đi, cửa không khóa." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1220.